Bất bại chiến thần, vạn thế chiến thần, Dương Thanh. Tập 4. Tình mẹ vĩ đại. Cơn đau ở cổ tay làm Tần Đại Dũng tỉnh táo một chút, đau đớn nói, mẹ nó, mày thả tao ra. Nghe Tần Đại Dũng kêu đau, Châu Ngọc Thúy và Tần Thanh Tâm mới sực tỉnh. Dương Thanh, anh mau thả tay ra, Tần Thanh Tâm sốt ruột nói. Dương Thanh, tôi ra lệnh cho cậu lập tức ném tên khốn này ra ngoài, nếu không cậu đừng mong ở lại cái nhà này nữa, Châu Ngọc Thúy tức giận nói. Mẹ, bố uống say mới thế thôi. Trước đây bố có phải người như thế đâu, lẽ nào mẹ còn không biết à? Tần Thanh Tâm tức giận nói, sau đó nhìn Dương Thanh, anh đừng nghe mẹ. Mau đưa bố vào trong phòng giúp em. Dương Thanh khẽ gật đầu, thả cổ tay của Tần Đại Dũng ra. Đau đớn thật sự có tác dụng làm tỉnh rượu, cho dù Tần Đại Dũng còn say nhưng rõ ràng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Ông ta trừng mắt nhìn Dương Thanh, lạnh lùng nói, ngay cả thằng vô dụng này cũng dám động vào ông đây à? Mày cứ chờ đấy cho tao. Tần Đại Dũng đe dọa xong lảo đảo đi về phòng mình. Dương Thanh, cậu giỏi lắm. Hôm nay cậu mới vào cái nhà này đã muốn chống lại tôi à? Nếu tôi giữ cậu lại, có phải ngày nào đó cậu sẽ làm chủ cái nhà này thay tôi không? Lúc này Châu Ngọc Thúy rất tức giận, giơ tay chỉ thẳng ra cửa quát, cậu cút ra ngoài cho tôi, sau này cũng đừng mong ở lại cái nhà này nữa. Dương Thanh tức giận. Nhưng vì Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì chứ? Tần Thanh Tâm khóc, mẹ và bố cãi nhau như vậy, còn sợ trong nhà chưa đủ loạn sao? Thanh Tâm, mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con, không muốn con lại sai lầm giống mẹ thôi. Con nhìn bố con đi, trước đây mẹ không chê ông ấy, gả vào nhà họ Tần, kết quả thì sao chứ? Ông ấy không được gia tộc ưu ái thì cũng thôi đi. Bây giờ ngày nào cũng say xỉn bét nhè, thậm chí còn đánh mẹ. Trên mặt Châu Ngọc Thúy thật sự hằn dấu tay, lúc này bà ta rất kích động nói, mẹ chỉ muốn con lấy người giàu có, muốn sống cuộc sống tốt đẹp cùng con, như vậy có gì là sai. Nhưng dù sao anh ấy cũng là bố của Tiêu Tiêu, chồng của con, mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe nói. Tiêu Tiêu là con gái con, nhưng con cũng là con gái của mẹ. Mẹ rất ích kỷ, chỉ muốn con sống tốt thôi. Châu Ngọc Thúy càng khóc đau thương hơn, con sinh con gái cho cậu ta, sống như quả phụ vì cậu ta suốt 5 năm. Cậu ta thì sao, cậu ta có biết những năm qua, con phải sống một mình thế nào không? Cậu ta có tư cách làm bố của Tiêu Tiêu à? Cậu ta có tư cách làm chồng của con à? Không, cậu ta không xứng, Châu Ngọc Thúy vô cùng kích động, vừa khóc vừa kể lể. Dương Thanh đờ người ra, không nói được lời nào. Trong đầu chỉ còn câu nói của Châu Ngọc Thúy, cậu ta không xứng. Tần Thanh Tâm liếc nhìn Dương Thanh, trong lòng thầm thương xót. Cô muốn nói cho tất cả mọi người biết, Dương Thanh không phải người kém cỏi mà là một người anh hùng bảo vệ đất nước, nhưng cô lại chẳng thể nói gì. Buổi tối, Dương Thanh ngủ trong phòng chứa đồ. Cho dù ở đây chỉ rộng có 4, 5 mét vuông, hơn nữa còn trải chăn đệm nằm dưới đất, nhưng Dương Thanh lại cảm thấy thoải mái hơn ở dinh thự Vân Phong trị giá mấy trăm triệu rất nhiều. Vì phòng của vợ và con gái ở ngay bên cạnh. Mẹ, mẹ lừa con, Tiêu Tiêu thấy Tần Thanh Tâm chui vào trong chăn, đột nhiên tủi thân nói. Hả, Tần Thanh Tâm không hiểu, mẹ lừa con lúc nào? Không phải mẹ nói bố sẽ ở cùng với chúng ta sao, Tiêu Tiêu rưng rưng nước mắt, muốn khóc. Mẹ không lừa con, bố con đang ngủ ở phòng bên cạnh mà. Sao bố phải ngủ ở phòng bên cạnh chứ? Tiêu Tiêu muốn bố ôm con ngủ cơ. Mẹ! Con gọi bố qua được không? Bố con đi làm cả ngày mệt, đã ngủ rồi, chúng ta đừng làm phiền bố nữa, được không? Không, con muốn bố cơ, con muốn bố cơ. Tiêu Tiêu đột nhiên òa khóc. Dương Thanh ở phòng bên cạnh nghe tiếng con gái khóc vội vàng lao vào, Tiêu Tiêu đừng khóc, bố ở đây. Nghe tiếng bố, cô bé lập tức nín khóc, thấy Dương Thanh thì cô bé lồm cồm bò dậy, vội lao vào trong lòng Dương Thanh. Bố! Tiêu Tiêu tưởng bố không cần con nữa, Tiêu Tiêu ôm chặt cổ của Dương Thanh, nước mắt lã chã nói. Tiêu Tiêu là con gái của bố, sao bố có thể không cần chứ, Dương Thanh nói. Tần Thanh Tâm thấy Tiêu Tiêu không muốn xa Dương Thanh, đột nhiên hơi ghen tị. Rõ ràng con gái do một tay mình chăm bẵm nuôi lớn, vừa gặp Dương Thanh không lâu đã chẳng muốn rời. Dương Thanh dường như cảm nhận được tâm trạng của Tần Thanh Tâm, bế Tiêu Tiêu đặt lên giường, giơ tay lau nước mắt giúp cô bé. Cố gắng dịu dàng nói, Tiêu Tiêu, mai bố còn phải đi làm, bây giờ bố rất mệt, muốn đi ngủ,
con cũng đi ngủ sớm với mẹ đi, được không? Tiêu Tiêu mím môi, lại muốn khóc bố, bố có thể ngủ chung với mẹ và Tiêu Tiêu không? Bố không ở đây, Tiêu Tiêu sợ lắm. Con sợ gì? Dương Thanh nghi ngờ hỏi. Sợ bố không cần con nữa, Tiêu Tiêu cuối cùng không nhịn được bắt đầu rơi nước mắt. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đều đau lòng khi nghe được những lời này. Đặc biệt là Dương Thanh, tim anh đau như dao cắt. Anh rất áy náy khi nghĩ đến con gái phải thiếu tình cảm của bố suốt 5 năm. Hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe. Cho dù cô có bằng lòng chấp nhận Dương Thanh hay không, anh cũng là bố của con gái cô, không gì có thể thay đổi được. Tiêu Tiêu đừng khóc, Tiêu Tiêu đừng khóc nữa, bố không đi, tối nay bố sẽ ngủ với chúng ta, Tần Thanh Tâm vội vàng nói. Dương Thanh kinh ngạc, nhìn Tần Thanh Tâm đang sắp rơi nước mắt, trong lòng càng thấy nặng nề hơn. Chắc cô rất khó chấp nhận chuyện phải ngủ với một người đàn ông mà mình không yêu nhỉ. Nhưng vì con gái, cô vẫn phải đồng ý. Có lẽ đây chính là tình thương của người mẹ. Tiêu Tiêu cuối cùng cũng nín khóc, ôm chặt cổ Dương Thanh, chỉ sợ anh đột nhiên rời đi. Ba người cùng nằm trên một cái giường, Tiêu Tiêu nằm giữa hai người. Cho dù là Dương Thanh hay Tần Thanh Tâm đều không thể nào ngủ được. Có lẽ khóc mệt hoặc cảm thấy an toàn khi nằm trong lòng bố, chẳng bao lâu, Tiêu Tiêu đã ngủ rồi. Tuy cô bé ngủ rồi nhưng hai tay vẫn ôm chặt cổ bố. Dương Thanh thậm chí không dám động đậy, mặc cho con gái ôm. Anh không hề thấy mệt, chỉ thấy rất hạnh phúc. Không biết qua bao lâu, Tiêu Tiêu đột nhiên lật người, thả Dương Thanh ra. Dương Thanh lưu luyến nhìn con gái và vợ, khẽ khàng đứng dậy. Nhẹ nhàng kéo chăn cho vợ và con gái rồi rời đi. Cho dù có luyến tiếc đến mấy, anh cũng phải rời đi. Anh biết rõ, Tần Thanh Tâm không có tình cảm với mình, tất cả chỉ vì con gái. Nếu con gái đã ngủ, anh cũng chẳng có lý do gì để ở lại nữa. Anh không biết, anh vừa rời đi, Tần Thanh Tâm ở trong bóng tối cũng mở mắt ra. Một tiếng thở dài lặng lẽ vang lên. Đêm nay đã định là một đêm không ngủ. Đôi vợ chồng cách một bức tường đều không ngủ được. Ở bên con gái. Sáng sớm hôm sau, Tần Thanh Tâm đang ngủ bị tiếng khóc của Tiêu Tiêu làm tỉnh giấc. Tiêu Tiêu đừng khóc, mẹ đây rồi, Tần Thanh Tâm vội vàng ôm con gái an ủi. Mới tờ mờ sáng, đồng hồ báo thức còn chưa kêu. Bố, con muốn bố, Tiêu Tiêu gào khóc rất đáng thương. Lúc này cô mới biết tại sao Tiêu Tiêu lại khóc, thì ra là con bé tỉnh dậy không thấy bố đâu. Tiêu Tiêu. Bố ở đây. Tiêu Tiêu đang khóc nức nở chợt nghe thấy giọng nói của Dương Thanh. Cô bé lập tức ngừng khóc, nhào tới ôm bố mếu máo, con tưởng bố không cần con nữa. Dương Thanh vô cùng áy náy, bởi vì không có bố bên cạnh suốt 5 năm nên Tiêu Tiêu mới quyến luyến anh như vậy. Tần Thanh Tâm cũng rất buồn, cô muốn cho Tiêu Tiêu một gia đình hoàn chỉnh, muốn cô bé được bố ôm ngủ mỗi tối. Tuy nhiên, cô vẫn không thể vượt qua chướng ngại tâm lý. Cô từng hận Dương Thanh biến mất 5 năm, nhưng sau khi nghe anh vô tình nhắc tới những chuyện lúc trước, tất cả oán hận đều tan thành mây khói. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để cô yêu anh, chỉ có thể coi như một chút thiện cảm. Dù sao có Tiêu Tiêu cũng chỉ là ngoài ý muốn, cô vốn không có tình cảm với anh. Dương Thanh ôm Tiêu Tiêu thật lâu, cô bé mới bình tĩnh lại. Dương Thanh vừa mới đi tập về, đang mặc một bộ quần áo thể thao. Tiêu Tiêu, người bố còn đầy mồ hôi. Đợi bố tắm xong lại ôm con được không, Tần Thanh Tâm chợt nói. Khóc xong một trận, Tiêu Tiêu đã tỉnh táo lại, không còn cố chấp như lúc mới tỉnh dậy nữa. Cô bé gật đầu nói, bố đi tắm rồi dẫn con ra ngoài chơi được không? Dương Thanh nhìn Tần Thanh Tâm, cô khẽ gật đầu, hôm nay là thứ bảy, ban ngày chúng ta đưa Tiêu Tiêu đi chơi. Buổi tối bé Y nói nó mời cơm, được, không thành vấn đề, anh đi tắm trước đã, Dương Thanh bế Tiêu Tiêu lên giường. Anh định đứng dậy thì chợt nhớ ra gì đó, vẻ mặt hơi khó xử. Tần Thanh Tâm định lên tiếng hỏi thì kịp hiểu ra, anh tắm trong phòng em đi. Dương Thanh ngủ ở phòng chứa đồ nhỏ tới mức chỉ đủ để đặt một bộ chăn đệm dưới đất, không có chỗ tắm rửa. Anh cầm quần áo chuẩn bị vào phòng tắm. Chợt Tần Thanh Tâm biến sắc, vội vàng gọi lại, đợi đã. Nhưng lúc cô lên tiếng ngăn cản, Dương Thanh đã bước vào trong. Phòng tắm không lớn lắm. Có một máy giặt cỡ nhỏ. Trên móc treo trong cùng có vài bộ nội y. Dương Thanh không biết phòng tắm có thể gợi tình như vậy. Trong phòng còn có một mùi thơm dịu nhẹ. Mặc dù anh đã có con gái nhưng cũng chỉ có một đêm xuân với Tần Thanh Tâm, còn là trong trạng thái không tỉnh táo.
vốn đang trong độ tuổi dồi dào sinh lực, hơi thở của anh lập tức dồn dập hẳn lên. Anh còn nhìn nữa. Tần Thanh Tâm xông vào, thấy Dương Thanh đang nhìn chằm chằm nội y của mình, cô xấu hổ thu hết nội y lại. Thấy Tần Thanh Tâm chạy chối chết, Dương Thanh nở nụ cười sán lạn, lẩm bẩm có lẽ cũng coi như ở chung rồi nhỉ. Chị ơi, ăn sáng thôi. Tần Thanh Tâm đang chải đầu cho Tiêu Tiêu, Tần Y bỗng đẩy cửa vào. Biết rồi, mọi người ăn trước đi. Bọn chị xuống ngay đây, Tần Thanh Tâm đáp. Thế nhưng Tần Y không định rời đi, cười híp mắt nhìn chị mình, vừa rồi em đi gọi anh rể thì không thấy người đâu cả. Chị bảo mới sáng sớm anh ấy sẽ đi đâu, nói xong, cô ta còn cố ý liếc nhìn phòng tắm. Tần Thanh Tâm lập tức bối rối, giả bộ bình tĩnh nói, chị vừa tắm xong, quên tắt vòi hoa sen. Ồ, Tần Y tỏ vẻ hiểu rồi. Thấy đầu tóc Tần Thanh Tâm khô ráo, cô ta ghẹo, từ bao giờ chị bắt đầu tắm rửa không gội đầu thế? Chị chỉ quên tắt vòi hoa sen thôi. Em mau xuống ăn đi, mẹ sắp nổi giận rồi đấy, Tần Thanh Tâm thẹn quá hóa giận. Tần Y lại làm như không nghe thấy, tươi cười hỏi Tiêu Tiêu, cháu thông minh như vậy, chắc chắn sẽ biết bố ở đâu. Nói cho dì biết đi, dì sẽ mua bánh bông lan cho. Bố đang tắm ạ. Tần Thanh Tâm không kịp ngăn cản, Tiêu Tiêu đã chỉ vào phòng tắm. Điều khiến cô bất lực hơn chính là, Tiêu Tiêu vui vẻ nói, dì Y, tối qua bố ôm cháu ngủ đấy. Ừ, Tiêu Tiêu hạnh phúc thật đấy, bên trái có mẹ bên phải có bố, Tần Y xoa đầu Tiêu Tiêu. Không phải như em nghĩ đâu, Dương Thanh. Tần Thanh Tâm vội vàng khoa chân múa tay định giải thích lại bị Tần Y chen lời, cười xấu xa nhìn cô, chị không cần giải thích, em hiểu mà. Hai người cũng xa nhau lâu rồi, nhưng phải tiết chế một chút, làm nhiều hại thân đấy. Thấy sắc mặt của Tần Thanh Tâm ngày càng dữ tợn, Tần Y vội vàng chạy ra ngoài. Tần Y, Tần Thanh Tâm giận dữ hét lên ở phía sau. Dương Thanh tắm rửa xong liền cảm nhận được ánh mắt vô cùng oán hận của cô. Anh nghi hoặc hỏi, em sao vậy? Hừ, Tần Thanh Tâm không thèm ngó ngàng tới anh, hung hăng trừng mắt nhìn anh rồi dắt Tiêu Tiêu xuống tầng ăn sáng. Dương Thanh ngơ ngác, mình làm gì sai rồi sao? Đến khi Dương Thanh xuống tầng, Tần Y cười ẩn ý nhìn anh rể, tối qua anh ngủ ngon không? Dương Thanh nuốt cơm rồi đáp, rất ngon. Tần Y, Tần Thanh Tâm nghiến răng nói, ăn cơm cũng không bịt được miệng em lại. Anh rể, vợ anh bắt nạt em. Anh làm gì đi chứ, Tần Y bĩu môi nói. Dương Thanh cười đáp, mặc kệ. Anh rể thật bất công. Bởi vì cả Châu Ngọc Thúy và Tần Đại Dũng đều không có nhà, nên Tần Y càng to gan trêu đùa. Dương Thanh rất thích cuộc sống như thế này. Nếu cả đời được sống mãi như vậy, anh sẵn sàng giảm thọ 10 năm. Bữa cơm kết thúc trong tiếng nói cười vui vẻ. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đưa Tiêu Tiêu đi chơi rất nhiều nơi. Suốt cả ngày, Tiêu Tiêu cứ cười mãi không thôi, Tần Thanh Tâm chưa từng thấy cô bé vui vẻ như vậy. Cô đứng cách đó không xa nhìn Dương Thanh và Tiêu Tiêu chơi vòng quay ngựa gỗ. Tiêu Tiêu vui sướng reo lên, ngựa mau chạy đi. Nhanh lên, cha, cha, cha. Mẹ chụp ảnh cho con với bố đi, lúc đi qua Tần Thanh Tâm, Tiêu Tiêu hô lên. Tần Thanh Tâm mỉm cười dịu dàng, giơ máy ảnh chuẩn bị đợi hai bố con tới gần thì chụp tách một cái. Trong ảnh, hai bố con cười rất hạnh phúc. Cả nhà ba người đi chơi suốt cả ngày, đến lúc hoàng hôn buông xuống. Dương Thanh mới lái xe đưa hai mẹ con tới nhà hàng Tô Ký, nơi Tần Y mời cơm. Chị họ. Dương Thanh dẫn vợ con bước vào trong, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Bọn họ quay lại nhìn, thấy Phương Duyệt đang thân mật nắm tay Dương Uy đi vào. Đây là, Dương Uy biết rõ còn cố hỏi. Lần trước đã gặp mặt ở tập đoàn Tần Thị nhưng bây giờ anh ta lại cố tình giả ngu. Phương Duyệt cười khanh khách, đây là chị họ em Tần Thanh Tâm. Mấy ngày trước mới thăng chức làm tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa. Ồ, hai mắt Dương Uy sáng rực, cười giả tạo chủ động giơ tay với Tần Thanh Tâm, chào cô, tôi là Dương Uy của nhà họ Dương ở Châu Thành. Bố tôi là Dương Chí Quân, phó tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà. Chắc sếp Tần đã từng nghe nói tới, nhà họ Dương là gia tộc hàng đầu ở Châu Thành. Dương Uy cảm thấy gia tộc mình rất đáng gờm. Nhưng Tần Thanh Tâm lại không hề biết chuyện này. Cô lạnh lùng nhìn Dương Uy, dứt khoát nói, chưa từng nghe tới. Dứt lời, cô dắt tay Tiêu Tiêu đi vào phòng Tần Y đã đặt trước. Bàn tay đang giơ ra của Dương Uy lập tức cứng đờ, sắc mặt rất khó coi. Kẻ đáng thương.
Dương Thanh liếc mắt nhìn Dương Uy. Đây là lần thứ hai anh gặp thằng khốn này. Ánh mắt anh ta nhìn Tần Thanh Tâm vẫn xấu xa như lần trước ở tập đoàn Tần Thị. Khi điều tra được Dương Uy muốn mở rộng thị trường ở Giang Hải, Dương Thanh đã lệnh cho Lạc Bân chèn ép không cho nhà họ Dương kinh doanh ở đây. Hiện giờ anh ta còn ở Giang Hải, xem ra nhà họ Dương vẫn chưa biết sợ. Loại gái dụ dỗ đàn ông để thăng chức còn lên mặt, Phương Duyệt nhìn theo bóng lưng họ rời đi, lạnh lùng nói. Dương Uy cười lạnh, anh hợp tác với nhà họ Tần, hôm nay gặp người nhà họ Tần ở đây nên chiêu đãi một bữa mới phải. Anh, không phải anh thích con khốn kia đấy chứ, Phương Duyệt lập tức không vui. Dương Uy cười cười nắm tay cô ta, nói, anh nói rồi, sau khi trở về Châu Thành anh sẽ bảo bố đến nhà họ Tần hỏi cưới em, sao có thể thích người khác được. Trong lòng anh chỉ có mình em, bao nhiêu ngày bên nhau em vẫn không rõ lòng anh sao. Mấy ngày này, Phương Duyệt chỉ đi ăn chơi trác táng cùng Dương Uy, chẳng bao lâu sau hai người đã lên giường với nhau. Nghe Dương Uy nhắc đến chuyện hỏi cưới, Phương Duyệt rất vui. Nhà họ Dương là gia tộc hàng đầu Châu Thành, địa vị cao hơn nhà họ Tần nhiều. Anh đã nói vậy thì chúng ta mau đi thôi. Nhưng em không cho anh nhìn con ả kia thêm lần nữa đâu, Phương Duyệt dặn dò. Yên tâm, tim anh chỉ có em, Dương Uy đã chiếm được Phương Duyệt, chỉ cần tốn chút tiền là có thể khiến cô ta nghe lời. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đưa Tiêu Tiêu vào phòng, thấy Tần Y và Châu Ngọc Thúy đã có mặt, thiếu mỗi Tần Đại Dũng. Châu Ngọc Thúy chỉ trang điểm rất nhẹ, nhưng vẫn rất mặn mà sắc sảo. Có thể sinh ra hai cô con gái xinh đẹp như hoa như ngọc, sao bà ta có thể xấu được? Bà ta đeo chiếc vòng ngọc hòa điền tinh tế, mặc áo len cổ lọ màu vàng, toàn thân toát ra vẻ quý phái sang trọng như một quý bà giàu có. Tần Y trẻ tuổi xinh đẹp tràn đầy sức sống, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản nhưng vẫn không giấu được vóc dáng hoàn mỹ của cô ta. Tần Thanh Tâm đi chơi với Dương Thanh và Tiêu Tiêu cả ngày, nét mặt hơi mệt mỏi nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp sắc sảo. Cả Tiêu Tiêu cũng như cô công chúa nhỏ, ngũ quan tinh xảo, đáng yêu như búp bê. Nhà chị đến muộn, tự phạt ba ly đi, Tần Y vừa nói vừa đổ đầy ba ly rượu. Tần Thanh Tâm cười nói, em tha cho bọn chị đi. Dương Thanh còn phải lái xe, chị thì sức khỏe không tốt, không uống được. Hả, nhanh vậy đã có rồi, Tần Y nghe xong sợ hãi run tay, rượu đổ xuống bàn. Châu Ngọc Thúy đang cúi đầu xem điện thoại cũng vội vàng ngẩng lên hỏi, con có rồi à? Tần Thanh Tâm ngơ ngác trong giây lát rồi nổi giận nghiến răng nói, ý của con là đến kỳ. Làm em sợ muốn chết, con tưởng chị lại có thai, Tần Y vỗ ngực thở phào. Châu Ngọc Thúy trừng mắt nhìn cô ta, không biết thì đừng nói linh tinh. Tần Y thè lưỡi, dứt khoát cầm một chén rượu vang vừa rót đầy uống cạn, con tự phạt là được mà. Cốc, 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 chợt có người gõ cửa. Vào đi, Tần Y tưởng là phục vụ liền hô lên. Cửa phòng bị đẩy ra, hai người trẻ tuổi bước vào. Chính là Dương Uy và Phương Duyệt vừa mới bị Tần Thanh Tâm ngó lơ. Sao các người lại vào đây, thấy họ tới, Tần Y nhíu mày. Dương Thanh híp mắt lại, nghĩ không biết họ chạy tới đây là ý của Phương Duyệt hay là Dương Uy. Tần Y, vừa rồi bọn tôi gặp chị họ ở ngoài cửa, biết mọi người cũng ăn cơm ở đây nên muốn gặp mặt một chút. Nhưng chị yên tâm, bạn trai tôi sẽ mời. Phương Duyệt hạnh phúc nắm tay Dương Uy giới thiệu, quên giới thiệu với mọi người, anh ấy là Dương Uy của nhà họ Dương ở Châu Thành, giờ đang hợp tác với gia tộc, đồng thời cũng là bạn trai của tôi. Tần Y thấy mặt Phương Duyệt là ghét, lạnh lùng nói, đây là bữa cơm của gia đình chúng tôi, không liên quan đến người ngoài, chúng tôi tự trả tiền. Nếu không còn chuyện khác mời hai người ra ngoài. Từ lúc mới vào Dương Uy đã bị vẻ đẹp của Tần Thanh Tâm và Tần Y hấp dẫn. So sánh hai chị em xinh đẹp này với Phương Duyệt bên cạnh anh ta đúng là một trời một vực. Châu Ngọc Thúy nghe thấy Dương Uy đến từ gia tộc hàng đầu Châu Thành, ánh mắt cũng thay đổi. Mặc dù Dương Uy đã có Phương Duyệt nhưng bà ta vẫn không ngại nhìn chúng anh ta. Dương Uy đeo kính gọng nhựa màu đen, dáng người cao gầy, ngũ quan ưa nhìn, gia đình giàu có, hoàn toàn phù hợp với hình tượng con rể trong lòng Châu Ngọc Thúy. Dì Thúy phải không ạ? Dương Uy cảm nhận được ánh mắt của bà ta, lập tức chủ động chào hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôi muốn chia tay cô. Vừa rồi Phương Duyệt đã kể về gia đình này một lượt nên anh ta nhanh chóng đoán ra thân phận của Châu Ngọc Thúy. Châu Ngọc Thúy thấy anh ta biết mình, cảm thấy vinh hạnh, vội đáp tôi là mẹ của Tần Thanh Tâm và Tần Y.
Cậu không chê cứ gọi dì Thúy là được. Vậy cháu xin nghe theo, chào dì Thúy. Dì gọi cháu là Dương Uy đi ạ, Dương Uy lễ phép nói. Châu Ngọc Thúy càng nhìn càng thích Dương Uy, chỉ vào ghế trống trước mặt nói, mau ngồi đi. Mẹ, hôm nay con mời cơm chúc mừng chị thăng chức, mẹ cho người ngoài ở lại làm gì, Tần Y khó chịu nói. Châu Ngọc Thúy trừng mắt nhìn Tần Y, chúc mừng thì càng đông người càng vui. Phương Duyệt cũng đâu phải người ngoài, con bé là em họ con đấy. Phải đó chị Y, tôi là em họ của chị đấy, Phương Duyệt cười nói. Tần Y lạnh mặt không nói gì thêm, bực bội ngồi xuống ghế. Phương Duyệt và Dương Uy đã ngồi xuống rồi, đuổi đi cũng không ổn. Châu Ngọc Thúy lại bảo vệ họ, nên chỉ có thể cho họ ở lại. Dương Uy, cháu là người nhà họ Dương ở Châu Thành à? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Chưa kết hôn phải không? Có anh chị em gì không? Dương Uy vừa ngồi được mấy phút, Châu Ngọc Thúy đã hỏi đủ thứ. Anh ta kiên nhẫn trả lời từng câu. Sắc mặt Phương Duyệt ngày càng xấu đi. Rõ ràng Châu Ngọc Thúy đang muốn cướp bạn trai cô ta làm con rể. Mẹ làm gì vậy? Có để người ta ăn cơm nữa không? Tần Y khó chịu nói. Cô ta nhìn là biết Dương Uy là một kẻ dối trá, ngoài mặt lịch sự lễ phép nhưng mỗi khi nhìn hai chị em cô ta đều lộ ra ánh mắt háo sắc. Con ăn của con, mẹ nói của mẹ, liên quan gì tới con? Châu Ngọc Thúy bị Tần Y chọc giận, lầm bầm một câu. Dương Uy là bạn trai cháu, bác hỏi anh ấy nhiều như vậy làm gì? Cuối cùng Phương Duyệt cũng không nhịn nổi, đứng bật dậy. Cháu nói chuyện với người lớn kiểu gì thế? Quá vô lễ. Sao Dương Uy có thể thích đứa con gái vô lễ như cháu được chứ? Nếu bác là Dương Uy, bác đã đá cháu từ lâu rồi, Châu Ngọc Thúy không vui nói. Phương Duyệt giận run người, kéo Dương Uy nói, anh, ăn cơm với loại người này khiến em buồn nôn. Chúng ta đi chỗ khác ăn thôi. Phương Duyệt, anh thấy dì Thúy nói không sai đâu. Dù sao dì ấy cũng là người lớn, em không nên nói như vậy. Em mau xin lỗi dì Thúy đi. Phương Duyệt không ngờ Dương Uy không những không giúp cô ta mà còn bắt cô ta xin lỗi Châu Ngọc Thúy. Chẳng lẽ anh không nhìn ra bà ta đang muốn nghe ngóng tình hình gia đình anh để nhét con gái cho anh sao? Phương Duyệt đỏ mắt nói. Xin lỗi ngay, Dương Uy lạnh giọng quát. Phương Duyệt ngây ra hồi lâu. Khoảng thời gian ở chung với nhau, Dương Uy vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô ta, mua cho cô ta nhiều thứ đắt tiền, đối xử với cô ta rất tốt, bây giờ lại vì người ngoài mà quát nạt cô ta. Em không sai, sao phải xin lỗi, Phương Duyệt cắn răng nói. Bốp! Dương Uy tát Phương Duyệt một bạt tai, cả giận nói, nếu cô không xin lỗi thì cút đi. Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Anh nói gì vậy, muốn chia tay em sao? Phương Duyệt che bên má bị đánh, bật khóc nức nở. Đúng, tôi muốn chia tay cô. Dì Thúy nói rất đúng. Cô vô lễ với người lớn như vậy. Nếu gả vào nhà họ Dương chúng tôi có phải cũng không coi người lớn nhà tôi ra gì hay không? Dương Uy tỏ vẻ đau lòng nói tiếp, nhà họ Dương chúng tôi là danh gia vọng tộc. Nếu người ngoài biết tôi cưới người vợ không biết phép tắc như cô thì mặt mũi tôi vứt đi đâu. Lúc này, Dương Uy khiến Phương Duyệt thấy rất lạ lẫm. Hiện giờ cô ta mới nhận ra, Dương Uy thật sự muốn chia tay với mình. Anh, em biết sai rồi, xin anh đừng chia tay em. Em xin lỗi bà ta là được mà. Bác Thúy, cháu xin lỗi, cháu sai rồi. Phương Duyệt vội nắm tay Dương Uy cầu xin rồi quay sang xin lỗi Châu Ngọc Thúy. Phương Duyệt, tôi hy vọng cô sẽ nhớ bài học lần này. Dương Uy chân thành nói với Phương Duyệt, tôi không thể tha thứ cho vợ tương lai của mình vô lễ với người lớn, một lần cũng không được. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Anh, em biết sai rồi mà, xin anh cho em một cơ hội nữa. Em không thể không có anh, xin anh cho em cơ hội, Phương Duyệt như phát điên, ôm chặt Dương Uy không chịu buông. Mấy ngày nay, cô ta đã trao tất cả cho Dương Uy. Nếu chia tay với Dương Uy, cô ta sẽ không còn gì nữa. Cút ra, Dương Uy giống lên, tàn nhẫn đẩy Phương Duyệt ra. Xin lỗi dì Thúy, quấy rầy bữa cơm của dì rồi. Ngày khác cháu sẽ đến thăm nhà dì, Dương Uy nói xong liền quay người rời đi. Mẹ vợ bị đánh. Nhìn Phương Duyệt đuổi theo Dương Uy, mấy người phụ nữ đều đờ đẫn. Lát sau, Châu Ngọc Thúy mới nói, không ngờ cậu Dương này là cậu chủ một gia tộc hàng đầu lại tôn trọng người lớn tuổi như vậy, đúng là một chàng trai không tệ đâu. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Tần Y bực mình nhìn Châu Ngọc Thúy nói.
ngay cả cô ta cũng không nhìn được nữa. Bất kể thế nào, Phương Duyệt và Dương Uy cũng là người yêu, mẹ mình lại muốn đập chậu cướp bông cho con gái ngay trước mặt bạn gái người ta. Quan trọng là tên đàn ông này còn là một kẻ đạo đức giả, có bạn gái nhưng vẫn dán mắt nhìn người con gái khác. Con bé này, sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy chứ? Mẹ làm vậy chẳng phải đều vì con à? Con đã đến tuổi này rồi mà ngay cả một người bạn trai cũng không có. Mẹ vẫn mong gả con vào gia đình giàu sang phú quý để hưởng phúc đấy. Châu Ngọc Thúy còn lầm bầm, con thì hay rồi, gặp được người thích hợp cũng không chủ động tấn công, cứ nhất quyết để người làm mẹ phải đứng ra. Mẹ, con mới 23 tuổi, sao nghe mẹ nói cứ như con đã 40, 50 tuổi, không ai thèm lấy vậy. Hơn nữa có ai bảo mẹ phải ra mặt đâu, vừa nhìn tên khốn kia là biết không phải người tốt rồi, Tần Y tức giận nói. Con đừng nói linh tinh, Dương Uy kính trọng người lớn tuổi là phẩm chất tốt đẹp, sao con lại quy thành người không tốt chứ? Lẽ nào con cũng muốn tìm một kẻ vô dụng như thằng Dương Thanh mới vừa lòng à? Châu Ngọc Thúy khuyên Tần Y, còn không quên hạ thấp Dương Thanh. Tần Y đáp trả luôn, tên khốn kia rõ ràng đã có bạn gái, nhưng từ lúc vào cửa ánh mắt vẫn không ngừng đảo qua đảo lại trên người con và chị. So sánh với anh rể, tên khốn đó chỉ là rác rưởi thôi. Bộp! Châu Ngọc Thúy vỗ bàn đứng lên. Con bé này, con muốn làm phản à? Con còn dám cãi mẹ sao? Bà ta chỉ tay vào Dương Thanh, nhìn Tần Y nói, thằng vô dụng này có điểm nào sánh được với Dương Uy chứ? Ngoài ra thế lớn mạnh hơn, anh ta còn có gì tốt hơn anh rể chứ? Tần Y cãi lại. Vẻ mặt Dương Thanh vô tội. Hai mẹ con cãi nhau, có thể đừng kéo anh vào được không? Con nhóc thối này, mẹ không muốn nghe con nói nữa. Châu Ngọc Thúy lắp bắp một lúc vẫn không nói được Dương Uy có điểm nào tốt hơn Dương Thanh. Thấy Châu Ngọc Thúy chịu thua, Tần Y kiêu ngạo cố ý nhìn Dương Thanh nói, anh rể, em nói giúp anh nhiều như thế, xem như anh nợ em rồi đấy. Vẻ mặt Dương Thanh vô tội, các người cãi nhau, sao kết quả lại thành mình nợ ân tình người ta? Ý à, em biết tính mẹ rồi, sao cứ tranh cãi với mẹ làm gì, chờ Châu Ngọc Thúy đi vệ sinh, Tần Thanh Tâm mới khuyên. Tần Y trợn mắt chị, em làm vậy chẳng phải là muốn thay đổi ấn tượng của mẹ về chồng chị à? Nghe Tần Y nói mấy từ, chồng chị Tần Thanh Tâm thoáng đỏ mặt, tức giận nói, em đúng là muốn thay đổi ấn tượng về anh ấy, nhưng chỉ làm mẹ càng có thành kiến với anh ấy hơn thôi. Hả, không thể nào, Tần Y kinh ngạc. Lại nói đến hai người kia, sau khi Dương Uy ra khỏi phòng, Phương Duyệt cũng vội vàng đuổi theo. Anh, em thật sự biết sai rồi, anh cho em một cơ hội nữa đi, được không? Phương Duyệt vẫn quấn lấy anh ta. Mắt Dương Uy sáng lên. Chợt nói, tôi có thể cho em một cơ hội, nhưng sau này em phải nghe lời tôi, nếu không thì cút đi cho tôi. Được, em nghe anh bảo em làm gì cũng được hết, Phương Duyệt lập tức đồng ý mà không hề do dự. Cô ta chỉ muốn được gả vào nhà họ Dương. Nếu em có cách làm cho bất kỳ ai trong hai cô gái kia lên giường của tôi sẽ cưới em, Dương Uy hơi híp mắt lại. Cái gì, Phương Duyệt kinh ngạc. Bọn họ ở chung mấy ngày nay. Dương Uy chưa từng lộ ra bản mặt thật như vậy. Vừa rồi anh ta tát cô ta ở nhà hàng, nói muốn chia tay, bây giờ còn đưa ra yêu cầu quá đáng như thế, trong lòng Phương Duyệt rất đau khổ. Muốn làm vợ tôi thì nhất định phải chịu được những chuyện này. Đương nhiên, tôi sẽ không ép em. Nếu em không muốn thì quên đi, chỉ là sau này chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Dương Uy thấy Phương Duyệt có vẻ do dự lại nói thêm một câu. Phương Duyệt không nói gì. Trong đầu đang so sánh giữa chuyện gả vào nhà giàu và cuộc sống bây giờ. Lát sau, cuối cùng cô ta đã quyết định, vẻ mặt thành thật nói, em không muốn chia tay với anh, nếu anh muốn ngủ với họ, em sẽ giúp anh. Vậy mới là người thông minh chứ. Nhưng em yên tâm, anh chỉ muốn chơi đùa với bọn họ thôi. Người anh cưới chỉ có thể là em, Dương Uy lại đối xử với Phương Duyệt như trước. Trong phòng ở nhà hàng Tô Ký, Tần Thanh Tâm nhìn đồng hồ. Hơi lo lắng nói, mẹ đã ra ngoài 20 phút rồi, sao còn chưa về nhỉ? Tần Y cũng hơi lo lắng, đứng dậy nói, em đi xem thử. Mới ra khỏi phòng, Tần Y thấy rất đông người tụ tập ở cửa nhà vệ sinh cách đó không xa, còn có tiếng cãi nhau từ bên đó vọng tới. Con điếm này lại dám đánh tao, mày biết tao là ai không? Giọng Châu Ngọc Thúy đột nhiên vang lên. Nghe được giọng của Châu Ngọc Thúy, Tần Y kinh ngạc, vội vàng nói vọng vào trong phòng, anh rể. Mau ra đây, mẹ bị người ta đánh rồi. Cái gì, Tần Thanh Tâm đứng phát dậy,
muốn đi ra. Dương Thanh vội vàng đứng lên, ấn vai Tần Thanh Tâm xuống. Tâm, em cứ ở đây với Tiêu Tiêu, để anh đi xem thử. Tần Thanh Tâm có hơi tức giận, cắn răng nói, vậy anh mau đi đi. Nếu mẹ đuối lý thì đừng ỷ thế hiếp người. Nếu mẹ là người bị hại, anh phải đòi lại công bằng cho mẹ đấy. Tần Thanh Tâm cũng biết tính của Châu Ngọc Thúy, sợ bà ta gây sự với người khác. Được, Dương Thanh xoay người đi ra khỏi phòng. Đợi đến khi Dương Thanh tới cửa nhà vệ sinh, lại thấy Châu Ngọc Thúy và một người phụ nữ trung niên đang lôi kéo nhau. Tần Y không thèm hỏi đúng sai, tức giận hét lên, bà dám đánh mẹ tôi à, xem tôi có đánh chết bà không. Tần Y đúng là rất đanh đá, đi tới nắm tóc của người phụ nữ trung niên và tát bà ta mấy cái, đánh cho người phụ nữ kia choáng váng. Lúc này, bảo vệ của nhà hàng lao tới, mới kéo được ba người phụ nữ đang đánh nhau ra. Tóc tai Châu Ngọc Thúy rối bù, trang điểm trên mặt bị lem hết, trên má trái còn in rõ một bàn tay, trông chật vật không chịu nổi. Nhưng người phụ nữ trung niên đối diện còn thảm hơn, hai má đều có dấu bàn tay. Tần Y thật sự không nương tay, vừa xông lên đã tát mấy cái. Được lắm, các người dám đánh tôi đúng không? Chờ đấy, tôi gọi người tới ngay bây giờ, người phụ nữ trung niên cầm điện thoại và bắt đầu gọi. Lúc này Tần Y cũng nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ trung niên, vẻ mặt càng khó coi hơn. Vừa rồi cô ta chỉ lo đánh người giúp mẹ mình, lại không suy nghĩ tới thân phận của đối phương. Lúc này khi cô ta nhận ra thân phận của người phụ nữ trung niên, trong lòng thầm nghĩ, thôi toang rồi. Tần Y khóc. Lúc này Dương Thanh cũng thấy rõ mặt mũi của người phụ nữ đứng tuổi ấy. Tuy thấy khá quen nhưng anh tạm thời không nhớ rõ đã từng gặp ở đâu. Y, con sao vậy? Bị thương ở đâu hả? Thấy sắc mặt Tần Y khó coi, Châu Ngọc Thúy cuống quýt cả lên. Tần Y lắc đầu, lo lắng nhìn người phụ nữ đang cầm gọi điện thoại, nói, bà ta là Vương Lộ Giao, người nhà họ Trương và là vợ của Trương Quảng. Nhà họ Trương thì đã sao? Đợi đã, con đang nói nhà họ Trương nào thế? Châu Ngọc Thúy chưa kịp phản ứng. Bỗng nhớ đến nhà họ Trương, bà ta liền hỏi lại. Nhà họ Trương gia tộc hàng đầu ở Giang Hải đấy mẹ. Chồng của bà ta là Trương Quảng. Lần trước ở cổng trường mầm non, nếu không nhờ anh rể thì con đã bị Trương Quảng đánh rồi. Nghe Tần Y nhắc đến chuyện ở trường mầm non, Dương Thanh mới nhớ ra người đàn bà ấy là ai. Châu Ngọc Thúy chợt đờ người ra, sợ hãi nói, người nhà họ Trương. Chúng ta phải làm sao đây? Nhớ lúc nãy bà ta còn hợp sức với Tần Y đánh người đàn bà đó, hai chân Châu Ngọc Thúy run lẩy bẩy, con à, chúng ta phải làm sao đây? Tần Y nhìn chằm chằm Dương Thanh. Lần đó, lúc Trương Quảng định tát mình, chính Dương Thanh đã giúp cô ta, thậm chí còn một phát đá bay Trương Quảng, sau đó Mã Siêu mới đuổi đến kịp. Trừ lần đó ra, lúc trước khi cô ta mời Dương Thanh tới nhà hàng Bắc Viên Xuân ăn cơm, Tô Thành Vũ và Lạc Bân rất kính cẩn với anh. Mặc dù cô ta không rõ Dương Thanh là ai, nhưng có thể chắc chắn người đàn ông trước mặt không hề giống với những gì họ đã thấy. Con chó, dám đánh tao. Mày đợi đó cho tao, chồng tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Vương Lộ Giao gọi điện xong liền kêu căng uy hiếp Châu Ngọc Thúy và Tần Y. Châu Ngọc Thúy đã biết thân phận của đối phương, đâu dám vênh váo như lúc nãy, bị dọa đến cuống cả lên rồi. Nếu bà còn dám chửi bậy thêm lần nữa, tôi không ngại thay người nhà dạy lại bà đâu. Dương Thanh nheo mắt lại. Cái thằng ăn hại này, mày muốn chết cũng đừng kéo tao theo. Châu Ngọc Thúy nổi giận quát. Vội vàng nói với Vương Lộ Giao, em gái à, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Mong em hãy rộng lượng tha thứ, đừng so đo với chị. Châu Ngọc Thúy không màng đến mặt mũi, vội vã xin lỗi trước. Vương Lộ Giao cười lạnh, sao thế, lúc nãy kiêu căng lắm cơ mà. Bây giờ thấy tao gọi người đến liền cúp đuôi nhận sai. Tao nói cho mày biết, muộn rồi. Châu Ngọc Thúy tiếc nuối nhìn chiếc vòng ngọc đeo trên tay, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương. Bà ta chỉ có thể cắn răng tháo vòng ra, dâng bằng hai tay, không phải em thích chiếc vòng ngọc này lắm à? Chị tặng cho em này, ai là em gái mày? Vương Lộ Giao lạnh lùng giật lấy vòng ngọc, còn nữa, không phải bà đây thích cái vòng nát của mày mà là mày đã làm vỡ vòng ngọc quý giá của bà, nên mới phải lấy cái này ra để bồi thường cho tao. Thấy Vương Lộ Giao chịu nhận vòng ngọc, Châu Ngọc Thúy cười giả lả, em xem, chị đưa vòng cho em rồi, bây giờ bỏ qua cho bọn chị được chưa? Tưởng bở à, vòng ngọc này chỉ xem như bồi thường tổn thất, nhưng mặt bà bị đứa con gái đê tiện của mày đánh sưng lên rồi.
bà phải đòi bằng được món nợ này. Lấy được chiếc vòng ngọc, tâm trạng Vương Lộ Giao tốt hơn hẳn. Bà ta đảo mắt một lượt, bỗng nói, thế này đi, ban nãy nó tát tao 4 cái, giờ để tao tát lại gấp đôi, mỗi bên 4 cái, tao sẽ tha cho tụi bây. Cái gì, Tần Y hoảng hốt. Nếu để cho người đàn bà này tát mình nhiều như vậy, chẳng phải gương mặt này của mình bị hủy luôn sao? Ánh mắt Dương Thanh thoáng hiện tia sắc bén, vốn tưởng là Châu Ngọc Thúy kiêu căng gây chuyện với người ta nhưng xem ra không phải như vậy. Người đàn bà này còn kiêu căng hơn Châu Ngọc Thúy gấp 100 lần. Châu Ngọc Thúy nghe vậy, lập tức nói với Tần Y, Y Y, con nghe bà ấy đi. Để bà ấy đánh vài cái là chúng ta được tha rồi. Mẹ, mẹ bảo con đưa mặt cho bà ta tát sao, Tần Y sững người, không ngờ mẹ mình lại có thể làm thế. Con không nghe thấy bà ấy nói sao, chỉ khi tát con thì bà ấy mới chịu buông tha cho chúng ta. Nếu không, người của bà ấy tới là chúng ta xong đời. Châu Ngọc Thúy vừa nghĩ tới việc đối phương kêu người tới liền run lẩy bẩy. Nhưng bà ta tát mẹ nên con mới tát lại bà ta mà. Vì sao con phải để bà ta đánh con? Nếu thật sự muốn tát, bà ta ta phải để mẹ tát lại một cái trước đã chứ, Tần Y cắn răng nói. Y Y, đừng vì sợ vài cái tát mà hại cả nhà mình, Châu Ngọc Thúy gấp gáp nói, sợ chậm trễ chút nữa thì người của Vương Lộ Giao sẽ tới. Lúc này, người đi đường cũng chỉ trỏ Châu Ngọc Thúy. Người phụ nữ này thật vô tình, tự mình đi gây sự, con gái đứng ra giúp còn muốn cho người ta tát con gái mình. Đúng là thế giới rộng lớn trò gì cũng có, loại mẹ như thế này mà vẫn còn. Bà ta không xứng làm mẹ, nếu có người mẹ như vậy tôi đã không thèm nhận từ lâu rồi. Châu Ngọc Thúy và Tần Y đều nghe thấy những lời này, nhưng Châu Ngọc Thúy lại vờ như không, còn Tần Y thì vô cùng đau đớn. Xem ra... Đứa con gái đê tiện của mày không muốn giải quyết êm đẹp rồi, đành đợi chồng tao đến giải quyết vậy. Nhưng tụi bây hãy nghĩ cho kỹ, chồng tao rất nóng tính, nếu để ông ấy giải quyết, lỡ có đổ máu thì hối hận cũng không kịp đâu, Vương Lộ Giao cười đắc ý. Con còn do dự gì nữa? Mau cho bà ấy tát đi, Châu Ngọc Thúy sốt ruột đẩy Tần Y. Tần Y lảo đảo suýt ngã, mắt cô ta ửng đỏ, nhìn chằm chằm Châu Ngọc Thúy, không kìm được nước mắt được. Con nghe lời mẹ, cho bà ta tát. Dứt lời, Tần Y oán hận nhìn Vương Lộ Giao, đừng tưởng ở Giang Hải chỉ có nhà họ Trương ghê gớm. Một ngày nào đó, người kiêu ngạo như bà sẽ gây rắc rối cho nhà họ Trương. Con nhỏ chết tiệt dám nói nhà họ Trương như vậy, tao tát vỡ mặt mày, Vương Lộ Giao giận dữ chửi bới, đi tới tát Tần Y. Lúc này, Tần Y trơ mắt nhìn đối phương tát mình. Đối với cô ta... Nỗi đau Châu Ngọc Thúy gây ra còn đau đớn hơn việc bị người ta tát. Lúc tay Vương Lộ Giao vung tới thì một bóng người bỗng chắn trước mặt Tần Y. Bộp! Dương Thanh nắm cổ tay Vương Lộ Giao, sắc mặt u ám, bà có tư cách gì mà đòi đánh em gái tôi? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn dáng người to lớn che chắn trước mặt cùng với lời nói bá đạo, lớp băng lạnh lẽo tận sâu trong lòng Tần Y như được hòa tan. Nhất là hai chữ em gái khiến Tần Y rơi nước mắt. Ai cản được tôi? Tay Dương Thanh tựa như gọng kìm nắm chặt tay Vương Lộ Giao. Quái, đau, đau, mau thả tao ra. Vương Lộ Giao kêu đau nhưng vẫn ngoan cố uy hiếp, chết tiệt, mau buông tao ra. Chồng tao mà tới thì mày chết chắc, mồm thối, đáng ăn tát. Dứt lời, Dương Thanh tát Vương Lộ Giao một cái. Vốn mặt bà ta chỉ hơi đỏ nhưng khi bị Dương Thanh tát xong, trên mặt bà ta liền hằn 5 ngón tay, khóe miệng còn rỉ máu. Cảnh tượng này khiến người vây xem kinh ngạc, người đàn ông này thật độc ác, ra tay đánh cả phụ nữ. Tuy là nam đánh nữ nhưng trong tình huống này chẳng ai trách móc Dương Thanh. Người phụ nữ này cậy thế ức hiếp người khác, miệng lưỡi chua ngoa khiến nhiều người ngứa mắt. Tần Y rất cảm động vì được Dương Thanh bảo vệ. Châu Ngọc Thúy thì ngược lại, thấy Dương Thanh tát Vương Lộ Giao liền xông lên tát lại anh, giận dữ quát cái thằng vô dụng chỉ biết gây rắc rối cho tao. Mày biết bà ấy là ai không? Mày muốn chết cũng đừng liên lụy đến tao. Mắng xong, Châu Ngọc Thúy chạy lại đỡ Vương Lộ Giao đứng dậy, bọn chị không có quan hệ gì với thằng này, em muốn xử nó thế nào cũng được, miễn đừng giận cá chém thớt lên bọn chị. Mẹ, hành động của Châu Ngọc Thúy đã chọc giận Tần Y. Cô ta tức giận nói, anh ấy là con rể của mẹ, là chồng của chị hai, là bố của Tiêu Tiêu, cũng là anh rể của con. Sao mẹ lại nói không liên quan tới chúng ta? Con im miệng cho mẹ, Châu Ngọc Thúy lớn tiếng quát. Tần Y cắn môi, lộ vẻ thất vọng.
anh rể, anh không sao chứ, cô ta đau lòng nhìn nửa bên mặt của Dương Thanh. Dương Thanh lắc đầu cười nói, đừng lo, anh không sao. Vương Lộ Giao được Châu Ngọc Thúy đỡ, loạng choạng đứng lên. Bắt gặp cái nhìn âm u của Dương Thanh, bà ta khẽ run rẩy. Trước đó, bà ta không hề để ý tới anh, giờ nhìn rõ mặt liền run sợ. Bà ta đã nhớ ra Dương Thanh là người từng cãi nhau với mình ở cổng trường mầm non Lam Thiên, anh đã đá bay chồng bà ta chỉ với một cú đá. Sau đó, một người đàn ông cao lớn khác xuất hiện, một mình đánh bại toàn bộ người chồng bà ta gọi tới. Mẹ nó, ai dám đánh vợ tao? Đúng lúc này có tiếng quát thô lỗ vang lên, một nhóm người bặm trợn xông vào. Chồng ơi, Vương Lộ Giao thấy Trương Quảng liền nhào tới òa khóc. Vợ thương, đừng khóc. Nói tôi nghe ai đánh bà, tôi sẽ giết kẻ đó, Trương Quảng hung ác nói. Châu Ngọc Thúy chưa từng thấy trận đánh nhau nào lớn như này. Hơn 10 tên đàn ông cao to, vạm vỡ, xăm trổ khắp người, cổ đeo vòng vàng, trông rất dữ tợn. Ông Trương, tôi biết ai đánh vợ ông, Vương Lộ Giao chưa kịp mở miệng, Châu Ngọc Thúy đã nói chen vào. Dương Thanh nheo mắt lại, anh đã nhẫn nhịn đến mức này bà ta vẫn không biết phân biệt phải trái. Là ai? Trương Quảng trợn mắt hỏi. Châu Ngọc Thúy chỉ vào Dương Thanh, là tên vô dụng này. Đến cả phụ nữ cũng đánh, thật khốn nạn. Người xung quanh vừa mới biết mối quan hệ giữa Dương Thanh và Châu Ngọc Thúy, giờ lại thấy bà ta bán đứng Dương Thanh, vừa kinh ngạc vừa xem thường. Tần Y cũng đờ người ra, vừa rồi Châu Ngọc Thúy đã khiến người khác chán ghét mà bây giờ còn tệ hơn. Trương Quảng nhìn Dương Thanh nói, là mày. Mắt ông ta rất tinh. Liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Thanh. Mẹ, sao mẹ có thể làm vậy? Tần Y gào khóc, cực kỳ thất vọng. Châu Ngọc Thúy thấy Trương Quảng chỉ chú ý tới Dương Thanh liền vội vàng kéo tay Tần Y, cậu ta tự tìm rắc rối, không liên quan tới chúng ta. Đi mau, mẹ đi một mình đi, Tần Y hất tay Châu Ngọc Thúy. Y, em đi với mẹ đi. Anh không sao, Dương Thanh còn nháy mắt với Tần Y. Nhưng Tần Y vẫn kiên trì đứng cạnh anh. Nghiêm túc nói, em ở lại với anh. Câu nói ngắn gọn lại khiến Dương Thanh rất cảm động. Con không đi thì mẹ đi. Châu Ngọc Thúy buồn bực nói, sau đó quay người đi thẳng. Mẹ kiếp, bà già này bỏ chạy một mình, bỏ lại con gái và con rể. Thế giới này điên thật rồi, có bà mẹ như vậy thật xui xẻo. Mình rước chuyện, con gái và con rể phải tới trợ giúp. Thế mà bà ta lại bỏ chạy một mình, thật sự không phải người. Hành động của Châu Ngọc Thúy khiến mọi người đều lên án chửi rủa. Thằng nhóc kia, nếu đã gặp lại nhau thì tính luôn thù cũ nợ mới đi, Trương Quảng ngậm xì gà, phách lối nói. Dương Thanh châm chọc hỏi, ông muốn giải quyết thế nào? Tao cho mày hai lựa chọn. Một là để con nhỏ bên cạnh mày ngủ một đêm với tao, tao sẽ xóa sạch thù hận. Hai là mày đánh vợ tao bằng tay nào, tao chặt tay đó. Con nhỏ bên cạnh mày cũng phải thuộc về tao. Kể từ khi thấy Tần Y ở trường mẫu giáo Lam Thiên, Trương Quảng vẫn thầm thương trộm nhớ cô ta. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở chỗ này, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một. Tần Y sợ hãi nắm lấy gấu áo của Dương Thanh, mặt mũi tái mét. Dương Thanh bật cười hỏi, cho dù chọn lựa như thế nào thì ông vẫn muốn em gái tôi ở lại phải không? Phải. Trương Quảng nhả ra ngụm khói, nói, lần trước có cao thủ giúp mày, hôm nay thì khác. Mày phải đối phó với anh em của tao, còn dẫn theo một con nhóc nữa. Mày vốn đã không có hy vọng gì rồi. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Ông đã cho tôi hai lựa chọn, vậy tôi cũng tặng lại ông hai lựa chọn. Dương Thanh bình tĩnh nói, thứ nhất, mấy người tự giác cút khỏi tầm mắt của tôi. Hai là chính tay tôi sẽ khiến mấy người biến khỏi đây. Trương Quảng cười phá lên, mày ngông cuồng thật đấy. Mày nghĩ anh em của tao vô dụng hết sao? Chứ còn gì nữa, Dương Thanh cười nói, nếu không thì đám ăn hại ông dẫn tới lần trước đã không bị người anh em của tôi đánh bại rồi. Thằng khốn, mày muốn chết phải không? Trương Quảng hoảng loạn quát lên, không biết vì sao người thanh niên trước mắt lại khiến ông ta cảm thấy bất an. Tôi cũng muốn xem thử, ai có thể ngăn được tôi? Dương Thanh bỗng nở nụ cười, dắt Tần Y đi về phía bọn họ. Vốn Tần Y còn đang hoảng sợ, được Dương Thanh dắt đi liền không sợ nữa. Cứ như hơn 10 tên đàn ông vạm vỡ trước mặt chỉ là người qua đường. Thấy Dương Thanh sải bước đi, Trương Quảng tức giận gào lên, xông lên cho tao. Đám bặm trợn lập tức xông tới chỗ Dương Thanh. Mẹ vợ chột dạ,
Dương Thanh thờ ơ hệt như không hề nhìn thấy những tên côn đồ kia, từng bước tiến về phía trước. Tên côn đồ đầu tiên vừa xông tới, vẫn chưa kịp đánh anh thì đã cảm thấy ngực mình đau nhói. Bịch! Một tiếng động cực lớn vang lên, tên côn đồ bay ra ngoài, kéo theo mấy tên đằng sau hăn bay theo. Có thể thấy cú đạp này của Dương Thanh mạnh đến mức nào. Trương Quảng hoảng hốt, lần đầu tiên ông ta gặp Dương Thanh cũng bị đá bay bằng một cú đạp, nhưng lúc đó chỉ mình ông ta bị đá bay thôi. Bây giờ ông ta dẫn theo mười mấy tên côn đồ, thế mà không ai có thể chạm được vào cái lông tơ của Dương Thanh. Lý Bạch có câu thơ, cách 10 bước giết một người, nghìn dặm không chùn bước. Tuy Dương Thanh không giết người nhưng dường như đi một bước đá bay một người, tất cả những người chủ động tấn công anh đều bị lãnh một cú nặng nề. Thậm chí một bước đá bay một tên, tiện thể tông ngã thêm vài tên. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, mười mấy tên côn đồ Trương Quảng dẫn tới đều ngã rạp xuống đất, tên nào tên nấy đều nhăn nhó đau đớn. Chỉ còn lại duy nhất Trương Quảng và Vương Lộ Giao đang hoảng sợ nhìn quanh quất. Tần Y được Dương Thanh dắt đi, trong lòng bỗng thấy hạnh phúc, dường như đi theo anh, cho dù đích tới có là núi đao biển lửa cũng chẳng nề hà. Tim Trương Quảng thót lại, vốn tưởng Mã Siêu xuất hiện hôm đó đã rất mạnh rồi, nhưng hôm nay mới phát hiện, chàng trai này càng mạnh hơn. Vừa nãy ông nói là muốn em gái tôi ngủ với em một đêm, Dương Thanh đi ra sau lưng Trương Quảng rồi đột nhiên dừng bước lại. Trương Quảng đã sợ đến ngơ người, làm gì còn dám đòi hỏi thế này. Ông ta lắc đầu nguầy nguậy, không dám, tôi tuyệt đối không dám đâu ạ, sao tôi có thể làm ra chuyện cầm thú như vậy được chứ? Chắc chắn cậu đã nghe lầm rồi ạ, ông còn nói nếu không để em gái tôi lại thì sẽ đánh gãy tay tôi, Dương Thanh bỡn cợt. Trương Quảng sợ đến nỗi run lẩy bẩy, lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, vội vã lắc đầu, không có. Cho tôi thêm 10 lá gan nữa tôi cũng không dám đâu cậu ơi. Vợ ông vừa đánh mẹ vợ tôi, còn cướp đồ của bà ấy nữa, tính thế nào đây, Dương Thanh vẫn cười cợt. Tuy anh đang cười nhưng Trương Quảng lại thấy sởn gai ốc. Bốp, Trương Quảng giáng cho Vương Lộ Giao một bạt tai, tức giận quát, con khốn này, ngày nào cũng rước chuyện cho tao, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với cậu đây đi. Không có Trương Quảng làm chỗ dựa, Vương Lộ Giao chẳng là cái thá gì cả. Bà ta sợ hãi quỳ thụp xuống, cậu ơi, tôi biết sai rồi, tôi chua ngoa độc mồm, không nên đánh mẹ vợ của cậu. Bốp, 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 Vương Lộ Giao vừa nói vừa tự vả mình. Bà ta thật sự thấy sợ hãi, tự tát rất mạnh tay, còn tát liên tục mấy cái, hai bên má đã sưng phồng. Tôi cũng không phải là người ỷ thế hiếp đáp kẻ khác, chỉ cần bà nói thật cho tôi biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ tha cho bà, đột nhiên Dương Thanh nói. Nghe vậy, Vương Lộ Giao kể thật lại mọi sự việc. Mọi người nghe xong thì thấy thổn thức. Thì ra Vương Lộ Giao thấy thích chiếc vòng ngọc của Châu Ngọc Thúy nên cố ý tông vào người Châu Ngọc Thúy làm chiếc vòng ngọc của mình bị vỡ. Sau đó mượn chuyện ép Châu Ngọc Thúy đền lại vòng ngọc cho mình, sau đó hai người nhào vào đánh nhau. Trương Quảng sầm mặt xuống, Vương Lộ Giao là vợ của ông ta, là dâu cả của nhà họ Trương, muốn gì mà không được. Nhưng bà ta lại vì một cái vòng ngọc của người khác mà làm ra chuyện mất mặt thế này. Dương Thanh cũng lấy làm kinh ngạc, anh biết nhà họ Trương là gia tộc hàng đầu ở Giang Hải này, thế mà người đàn bà này lại có phẩm chất kém như vậy, miệng lưỡi thì chua ngoa thô tục, làm việc gì cũng bôi cho chát chấu vào mặt nhà họ Trương. Mày cần gì thì có thể nói với tao, sao lại đi cướp đồ của người khác như thế này, Trương Quảng tức giận bừng bừng, xông tới đánh cho bà ta một trận tơi bời. Vốn dĩ mặt Vương Lộ Giao đã sưng phồng, bây giờ bị Trương Quảng tát nữa nên khóe miệng tướm máu. Mình ơi, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa đâu, xin ông đừng đánh tôi nữa mà. Vương Lộ Giao bị Trương Quảng ấn trên đất, tát liên lục, bà ta chỉ có thể cầu xin. Đủ rồi, Dương Thanh đột nhiên quát lên, Trương Quảng mới chịu dừng tay. Anh đánh bà già này là vì bà ta mắng Tần Y. Nhưng Trương Quảng là chồng của bà ta. Cho dù vợ mình có làm sai chuyện gì cũng không nên đánh vợ ở chốn đông người thế này. Không sống được với nhau nữa có thể ly hôn, người đàn ông đánh vợ là thằng vô dụng khiến người ta khinh thường nhất. Thưa cậu, Trương Quảng tôi nhận lỗi do con đàn bà thối tha này gây ra rồi, bây giờ tôi đưa bà ta đi xin lỗi với mẹ vợ của cậu nhé, Trương Quảng vội vàng nói. Dương Thanh cười khẩy, dẫn Tần Y đi về phía phòng riêng, Trương Quảng vội dẫn Vương Lộ Giao đi theo. Lại nói về Châu Ngọc Thúy,
nhìn thấy Trương Quảng dẫn theo một đám côn đồ thì một mình trốn về phòng riêng. Mẹ, sao mẹ lại về một mình? Dương Thanh với Y Y đâu ạ? Tần Thanh Tâm nghi ngờ hỏi. Châu Ngọc Thúy không hề tự nhiên, chột dạ đáp, hai đứa nó đi thanh toán rồi, nói chúng ta ra bãi đỗ xe đợi. Hả, mới ăn có mấy miếng mà, còn chưa ăn no nữa, Tần Thanh Tâm thấy kỳ quái. Hai đứa nó nói no rồi, nhanh lên, đừng để hai đứa nó đợi lâu, Châu Ngọc Thúy nói mà ánh mắt cứ liếc nhìn cửa ra vào mãi, chỉ sợ Trương Quảng đột ngột dẫn người xông vào. Tần Thanh Tâm cứ cảm thấy là lạ, nhưng Châu Ngọc Thúy đã nói vậy rồi, chắc cũng sẽ không lừa cô. Tiêu Tiêu, chúng ta đi thôi, Tần Thanh Tâm sửa soạn xong thì dẫn Tiêu Tiêu chuẩn bị rời đi. Châu Ngọc Thúy vừa đi tới trước cửa phòng, đột nhiên nhìn thấy Dương Thanh và Tần Y quay về, sau lưng bọn họ còn có Trương Quảng và Vương Lộ Giao nữa khiến bà ta sợ đến nỗi hồn vía lên mây. Mấy người đừng có qua đây. Châu Ngọc Thúy sợ hãi vội vã lùi về trong phòng, giơ tay chỉ vào Dương Thanh, ánh mắt lại nhìn vào Trương Quảng, là thằng khốn đó đánh vợ của ông, không có liên quan gì đến tôi hết, đừng có qua đây. Mẹ, mẹ sao thế? Lúc này Tần Thanh Tâm dắt theo Tiêu Tiêu tới, khó hiểu khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt sợ hãi của Châu Ngọc Thúy. Tần Y thất vọng, cười tự mỉa, anh rể, mẹ em là loại người như thế này đấy, không đáng để anh giúp đâu. Phản ứng của mẹ, lời nói của em gái đều khiến Tần Thanh Tâm cảm thấy có chuyện gì đó lạ thường. Trương Quảng đẩy Vương Lộ Giao, tức giận quát, còn không mau tới xin lỗi bà ấy đi. Vương Lộ Giao vội vã tháo vòng ngọc ra. Hai tay dâng vòng ngọc trả lại cho Châu Ngọc Thúy trong ánh mắt kinh ngạc của bà ta, chị ơi, vừa nãy là em sai, bị lòng tham che mở mắt nên mới ham muốn vòng ngọc của chị. Bây giờ em trả nó lại cho chị, xin chị tha cho em. Châu Ngọc Thúy ngơ ngác, không tài nào hiểu nổi. Đối phương là dâu của nhà họ Trương, sao lại xin lỗi mình? Thậm chí còn trả lại vòng ngọc cho mình nữa. Sắc mặt Tần Thanh Tâm dần dần u ám lại, tức giận hỏi Châu Ngọc Thúy, mẹ. Rốt cuộc là chuyện gì? Người sống chớ lại gần. Tần Thanh Tâm không ngốc, Châu Ngọc Thúy đột nhiên đòi về đã khiến cô nghi ngờ rồi. Bây giờ Dương Thanh và Tần Y quay về đã chứng minh Châu Ngọc Thúy nói dối. Một hồi lâu sau Châu Ngọc Thúy mới hoàn hồn, không hề quan tâm tới Tần Thanh Tâm, vội vã lấy vòng ngọc từ tay Vương Lộ Giao lại. Bà ta hiểu rõ thân phận của hai người trước mặt mình nên không dây dưa thêm nữa. Mấy người đi đi. Thấy Châu Ngọc Thúy lấy lại vòng ngọc, Dương Thanh chỉ thờ ơ nói một câu rồi quay người rời đi. Đến lúc đám người Dương Thanh đi xa rồi, Vương Lộ Giao mới hung dữ nói, đám khốn kiếp này dám đánh bà à, chắc chắn bà sẽ không tha cho bọn mày đâu. Bốp! Trương Quảng vung tay tát cho bà ta một bạt tai, giống giận, mẹ kiếp, mày muốn chết đừng có kéo tao theo. Vương Lộ Giao bị đánh đến nỗi đần người ra, vừa nãy bà ta cứ tưởng Trương Quảng chỉ vờ tỏ ra cung kính thôi. Mình à, sao ông lại đánh tôi, Vương Lộ Giao thấy ấm ức và khó hiểu. Đánh bà. Trương Quảng nghiến răng, nếu bà không phải là mẹ của thằng con bà thì tôi còn muốn giết bà nữa đấy. Cả ngày chỉ biết kiếm chuyện, nếu còn chọc giận ông lớn nào nữa thì ông đây giết bà đấy. Vương Lộ Giao run rẩy, bà ta hiểu rõ chồng mình, ông ta thật sự dám giết bà ta. Mình à, tôi biết sai rồi, sau này không dám nữa đâu. Vương Lộ Giao cuống quýt xin lỗi, sau đó lại hỏi, mình à, tôi không hiểu, thằng oát đó chỉ là thằng ở rể nhà họ Tần, giỏi đánh đấm chút thôi mà, sao ông lại sợ cậu ta vậy? Trương Quảng hừ lạnh, thứ ngu, bà thì hiểu cái đếch gì? Nếu cậu ta chỉ là một thằng ở rể vô dụng thì bà nói cho tôi biết, sao một mình cậu ta có thể đánh gục cả đống đàn em tôi dẫn tới? Cho dù cậu ta có giỏi đánh đấm tới đâu thì cậu ta cũng chỉ có một mình. Nếu thêm người nữa thì chắc chắn có thể dần chết cậu ta, Vương Lộ Giao thấy không cam lòng. Vương Lộ Giao, tôi cảnh cáo bà, nếu bà dám chọc giận cậu ta thì cho dù cậu ta không đánh chết bà, ông đây cũng đánh cho bà chết, nghe rõ chưa? Trương Quảng uy hiếp dặn dò. Vương Lộ Giao dùng mình, xoắn suýt đáp, mình à, ông yên tâm đi, tôi chỉ chút bực dọc với ông vậy thôi, chứ mình cậu ta đánh gục hơn mười mấy thằng, tôi nào dám chọc giận cậu ta chứ? Trương Quảng bơ luôn vợ mình. Ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Lần trước ở cổng trường mầm non, sau khi những người ông ta dẫn đi bị một mình Mã Siêu hạ gục thì ông ta đã nhờ quan hệ để điều tra Dương Thanh. Nhưng không tra được gì cả, đặc biệt là 5 năm anh mất tích, hoàn toàn là một dấu chấm hỏi, không một manh mối nào. Bạn của ông ta nói rằng người thế này,
một là nghèo kiết xác không có gì trong tay, hai là nhân vật cực kỳ có máu mặt. Một người có thể đánh gục mười mấy tên côn đồ cao to lực lưỡng, có thể là nhân vật bình thường sao? Một bên khác, Dương Thanh lái xe chở bốn người về biệt thự nhà họ Tần. Tiêu Tiêu chơi cả ngày, vừa nãy ở nhà hàng đã buồn ngủ rồi, bây giờ đang nằm ngủ trong lòng Tần Thanh Tâm. Tần Y đỏ ửng hai mắt, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Tần Thanh Tâm cũng sợ ảnh hưởng đến Tiêu Tiêu đang ngủ nên cho dù trong lòng có bao nhiêu câu hỏi cũng vẫn cố gắng giữ im lặng. Chỉ có mình Châu Ngọc Thúy, hệt như chẳng xảy ra chuyện gì, chăm chăm xem phim trên điện thoại, chốc chốc còn cười một tràng. Mãi cho đến khi về nhà, Tần Thanh Tâm bảo Dương Thanh bế Tiêu Tiêu lên phòng, cô mới tức giận nói, rốt cuộc vừa nãy ở nhà hàng đã xảy ra chuyện gì. Còn cả ông Trương Quảng kia nữa, sao ông ta lại dẫn vợ đến xin lỗi mẹ? Châu Ngọc Thúy giật thót cả mình, tức giận nói, chẳng phải mẹ đã nói rồi sao? Đều tại thằng vô dụng đó đánh bà kia, suýt chút nữa đã liên lụy đến chúng ta rồi. Mẹ nói dối. Tần Y vẫn đang vô cùng tức giận, đỏ ngầu hai mắt giống giật, mẹ, từ bao giờ mẹ lại trở nên như thế này? Nếu vừa nãy không có anh Thanh, chúng ta có thể dễ dàng ra khỏi nhà hàng không? Tất cả mọi phiền phức đều do mẹ gây ra, cho dù anh rể đã đánh người phụ nữ kia thì cũng là vì giúp mẹ. Mới đầu mẹ không biết thân phận của Vương Lộ Giao kia nên đánh nhau với bà ta rất hăng, sau đó biết bà ta là ai rồi thì sợ tái cả mặt. Sợ thì cũng thôi đi, mẹ còn đẩy con ra cho người ta tát để bảo vệ chính mình. Có người mẹ nào như mẹ không? Nếu không ngờ anh rể, e là bây giờ chúng ta đã nằm trong bệnh viện rồi nhỉ? Mẹ thì hay rồi. Bây giờ đổ hết trách nhiệm lên đầu anh rể, mẹ đúng là mặt dày. Tần Y càng nói càng đau lòng, nói đến sau cùng thì khóc giống lên như để giải tỏa hết mọi uất ức trong lòng. Cuối cùng Tần Thanh Tâm cũng đã biết được sự thật, khó tin nhìn Châu Ngọc Thúy, mẹ lại có thể đẩy Y Y ra cho người ta tát sao? Sao mẹ có thể làm ra chuyện này? Lẽ nào mẹ không đau lòng sao? Câm miệng, im lại cho mẹ. Châu Ngọc Thúy chua ngoa, gào lên. Nhà họ Trương là gia tộc hàng đầu, chúng ta có thể đắc tội với dâu nhà họ Trương không? Mẹ cũng không muốn phải khép nép nhún nhường, nhưng nếu mẹ không làm vậy thì bọn họ có dễ dàng tha cho chúng ta không? Mẹ nói như vậy thì ý mẹ là bọn họ thả chúng ta đi vì mẹ đã khép nép nhún nhường chắc, Tần Y giễu cợt. Chứ còn sao nữa, may là ông Trương hiểu chuyện, nghe được lời khẩn cầu của mẹ, nếu không chúng ta có thể ra khỏi nhà hàng không, Châu Ngọc Thúy cực kỳ mặt dày nói. Ha ha, gặp nhiều người mặt dày rồi nhưng mặt dày đến cỡ này thì chưa bao giờ gặp. Ấy thế mà cái người mặt dày vô địch thiên hạ này lại chính là mẹ ruột của tôi, Tần Y cười mỉa mai. Bốp, Châu Ngọc Thúy tát Tần Y rồi quát, chị ăn nói với mẹ thế đấy à? Mẹ, sao mẹ có thể đánh Y Y chứ? Tần Thanh Tâm căm phẫn, con bé có nói sai câu nào đâu. Chị im miệng cho mẹ, Châu Ngọc Thúy giơ tay định tát Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm chợt giơ tay nắm cổ tay bà ta lại, lạnh lùng nói, mẹ không xứng làm một người mẹ. Nói rồi, cô hất tay Châu Ngọc Thúy ra, quay người đi lên lầu. Tần Y đỏ ngầu hai mắt, nước mắt rơi lã chã, con hận mẹ. Cô ta nói xong câu này thì chạy ra khỏi nhà. Châu Ngọc Thúy giãy đành đạch, khóc giống lên, con với chả cái, kiếp trước tôi tạo nghiệp gì, kiếp này mới đẻ ra hai đứa con gái như thế này chứ. Bà ta khóc một lúc lâu mà chẳng có ai ra thì nín khóc, nghiến răng nghiến lợi nói, hai con vô ơn, bà nuôi báo cô hai đứa mày. Bà ta chửi xong lại nhìn lên lầu, nghiến răng nói, đều tại thằng vô dụng mày, nếu không phải mày, mẹ con tao sẽ không trở mặt với nhau. Dương Thanh biết rõ chuyện xảy ra dưới lầu, hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra gọi, Sâm Ba, cậu muốn đi theo tôi đúng không? Bây giờ tôi giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng. Tần Thanh Tâm ngồi một mình một hồi lâu mới trở lại phòng, hai mắt đỏ ửng, rõ là mới vừa khóc xong. Dương Thanh, vừa nãy Y Y đã nói hết mọi chuyện cho em biết rồi. Mẹ em có lỗi với anh, em xin lỗi, Tần Thanh Tâm áy náy nhìn người đàn ông trước mặt. Dương Thanh lắc đầu, khẽ cười, chỉ cần là người em thương yêu, anh đều cố gắng chấp nhận, em không cần phải xin lỗi anh. Tần Thanh Tâm cảm động, mắt đỏ hoe, rõ ràng anh có thể ở nhà cao cửa rộng. Hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp nhưng lại đến ở nhà em, thiệt thòi cho anh rồi. Đối với anh, có thể bầu bạn bên em và con gái là hạnh phúc to lớn nhất đời anh, Dương Thanh chân thành nói. Một bên khác, sau khi Tần Y ra khỏi nhà,
một mình tới quán Ba Ánh Trăng nổi tiếng ở Giang Hải. Lúc này, cô ta chỉ muốn uống say để quên hết sự đời. Dù là ở đâu, người đẹp vẫn luôn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn, rất nhiều người nhòm ngó Tần Y. Cậu Phong, con bé kia nhìn nuột ghê, trông có vẻ như đang thất tình, muốn mượn rượu giải sầu, nói không chừng còn đang thấy trống vắng đấy, cậu Phong có muốn sang an ủi em ấy chút không? Ha ha, được, tôi sang an ủi đây. Tần Y đang cắm đầu uống rượu, không để ý tới nguy hiểm sau lưng mình. Em gái, em đi mình hả? Một thanh niên tầm 30 tuổi, bưng một ly Lafite đắt đỏ, cười híp mắt ngồi xuống đối diện Tần Y. Tần Y lạnh lùng nhìn người thanh niên cười, quát lên, biến. Em gái, anh tự giới thiệu trước nhé, anh tên Quan Tuyết Phong, là chủ của quán ba này, anh ta cười giới thiệu. Ào! Anh ta vừa dứt lời, Tần Y đã hất ly rượu trong tay vào mặt anh ta, tức giận quát, biến đi cho tôi. Anh ngủ ở đây đi. Hiện tại tâm trạng Tần Y rất tệ, lại còn bị một con ruồi nhặng bâu lấy. Cô ta không kìm nén được nữa, bèn hất rượu vào mặt đối phương. Cậu Phong, đám người ngồi cùng bàn uống rượu với Quan Tuyết Phong đứng phắt dậy. Quan Tuyết Phong xua tay ra hiệu cho bọn họ đừng manh động, sau đó thuận tay lau rượu dính trên mặt đi. Anh ta không hề tỏ vẻ tức giận mà trái lại còn tươi cười, em gái, anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà, em đâu cần phải kích động như vậy. Lúc này Tần Y đã bình tĩnh hơn nhiều, đúng là vừa rồi cô ta không khống chế được cảm xúc. Thấy mọi người bực bội nhìn mình, cô ta cũng hơi hối hận. Muộn thế này rồi, đáng lẽ ra cô ta không nên đi một mình tới đây. Xin lỗi, tâm trạng tôi không tốt nên vừa nãy đã mất kiểm soát, Tần Y xin lỗi Quan Tuyết Phong. Anh chấp nhận lời xin lỗi của em, Quan Tuyết Phong mỉm cười đáp lại, sau đó búng ngón tay, mang Lafite tôi cất giữ ra đây. Chỉ chốc lát sau đã có nhân viên phục vụ mang một chai rượu vang Lafite thượng hạng ra. Tần Y nhíu mày, mặc dù cô ta muốn uống say mới thôi xong không định say khướt ở một nơi như thế này. Chẳng qua là vì không thích không khí ở đây, cho nên cô ta uống được vài ly thì tính đi luôn. Nhưng Quan Tuyết Phong lại gọi người mang rượu ra, e là bây giờ muốn đi cũng không dễ. Xin lỗi, tôi uống đủ rồi, chuẩn bị về. Cho dù biết đối phương không dễ dàng tha cho mình đi nhưng Tần Y vẫn muốn thử một lần. Quan Tuyết Phong vẫn nở nụ cười giả tạo. Trong lúc nói chuyện với Tần Y, hắn đã rót hai ly Lafite, sau đó mỉm cười đưa một ly cho cô ta, em mới hất rượu vào mặt anh mời em uống một ly, coi như xí xóa chuyện vừa rồi. Không quá đáng chứ, chỉ một ly này thật sao, Tần Y hỏi với vẻ nghi ngờ. Quan Tuyết Phong khẽ gật đầu, một ly thôi. Được, Tần Y không do dự nữa, dứt khoát nâng ly rượu lên, nhìn Quan Tuyết Phong và nói, vừa rồi tôi sốc nổi quá. Ly này xem như tôi nhận lỗi với anh. Dứt lời cô ta lập tức bưng ly rượu lên chuẩn bị uống, nhưng đúng lúc này có một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô ta, túm lấy cổ tay cô ta. Tần Y nhìn theo cánh tay thì thấy một khuôn mặt đen thui, dễ nhận thấy đối phương là người nước ngoài. Cô không thể uống ly rượu này, anh chàng da đen nói tiếng phổ thông rất chuẩn. Quan Tuyết Phong hơi híp mắt lại, mày là ai? Anh chàng da đen không nhìn anh ta mà nhìn Tần Y. Rượu này bị bỏ thuốc đấy. Gì cơ, Tần Y thả tay theo phản xạ. Choang, ly rượu rơi thẳng xuống đất. Cô ta giận dữ trừng Quan Tuyết Phong, anh thật bị ổi. Quan Tuyết Phong vẫn bình tĩnh, bật cười khe khẽ, hắn nói ly rượu này bị bỏ thuốc thì sự thật đúng là như thế sao? Tần Y giận lắm nhưng không biết sốt cuộc ai mới là người nói thật. Tôi tên Sâm Ba, anh Dương phái tới tôi bảo vệ cô, anh chàng da đen bỗng lên tiếng. Người đàn ông da đen vạm vỡ này là ông Hoàng Võ Sĩ Châu Phi đã cam tâm tình nguyện cúi đầu trước Dương Thanh sau khi chứng kiến sức mạnh của anh. Lúc nãy Dương Thanh gọi điện cho gã nói rằng Tần Y rời nhà giữa đêm hôm khuya khoắt, không ai đảm bảo được sự an toàn của cô ta. Tần Y nghe thấy hai chữ Dương Thanh thì thoáng cái đã vui vẻ trở lại, nhưng vẫn cảnh giác hỏi anh vừa nhắc tới anh Dương nào cơ. Dương Thanh, Sâm Ba nói, nếu cô Tần không tin lời tôi thì có thể gọi điện cho anh Dương. Sau khi chắc chắn Sâm Ba được Dương Thanh phái tới bảo vệ mình, tâm trạng Tần Y bỗng tốt lên trong nháy mắt, thậm chí còn thấy ngọt ngào. Qua phản ứng của Tần Y, Quan Tuyết Phong biết tên da đen này đúng là tới bảo vệ cô nàng. Mày có chắc là một mình mày có thể đưa cô ta đi không? Quan Tuyết Phong ngả người về sau, hai cánh tay chống lên lưng ghế sofa, áo sơ mi hoa cởi hai cúc trên cùng,
trông phóng khoáng ngang ngược. Anh ta vừa dứt lời, lập tức có 7-8 gã đô con xông vào, lạnh lùng nhìn anh chàng da đen. Không hiểu sao sau khi biết Sâm Ba là cao thủ do Dương Thanh phái đến bảo vệ mình, Tần Y không còn sợ hãi khi đối mặt với nhiều tên đô con như vậy, trái lại còn có phần chờ mong. Sâm Ba hờ hững liếc nhìn đám đô con đang bao vây mình rồi nói tiếp, cô Tần, hãy theo sau tôi. Ok, bỗng dưng Tần Y trào dâng cảm giác hưng phấn. Quan Tuyết Phong híp mắt nhìn cảnh tượng này, rút một điếu xì gà ra rồi ngậm vào miệng, tức thì có người châm lửa cho anh ta. Sâm Ba bước lên phía trước, gầm lên như một con thú hoang sổ lồng, cút ra. Lên, tên cầm đầu hét to, ngay sau đó 7-8 tên đô con khác đồng loạt lao về phía Sâm Ba. Sâm Ba vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm, tiếp tục đi về phía trước như thể không nhìn thấy gì hết. Thoát cái gã đầu tiên đã xông tới, Sâm Ba tung đòn. Rầm rầm, một bóng người vạm vỡ bay ra ngoài, tiếp đó là tiếng loảng xoảng. Tên kia đụng vào một dãy bàn làm bình rượu vỡ toang, rượu chảy lên láng. Dù sao Sâm Ba cũng là ông hoàng võ sĩ châu Phi, làm sao lũ lưu manh trong quán ba nho nhỏ có thể bì được. Bước chân gã vẫn ổn định, một đòn hạ gục một người. 10 giây sau, không còn ai cản đường nữa. Dám gây sự ở địa bàn của nhà họ Quan tao, đúng là chán sống mà. Quan Tuyết Phong nhìn chòng chọc Sâm Ba rời đi, lửa giận bùng lên trong mắt. Anh ta ra lệnh, điều tra cho tao, rốt cuộc cái tên Dương Thanh đứng đằng sau thằng mọi da đen kia là ai? Anh thật sự là người do Dương Thanh phái tới bảo vệ tôi hả? Dương Thanh và anh có quan hệ gì? Anh có biết ngày xưa Dương Thanh làm gì không? Tần Y hệt như một bé con tò mò, trên đường về nhà cô ta luôn miệng hỏi cái này cái kia. Sâm Ba kiên nhẫn tiếp lời, nhưng kết quả luôn là ba chữ tôi không biết. Không phải gã lừa Tần Y mà thật sự là gã không biết. Sở dĩ gã đi theo Dương Thanh chỉ vì sức mạnh của Dương Thanh mà thôi. Hai vợ chồng đang nói chuyện trong phòng thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên. Y Y về rồi, nghe thấy tiếng động, Tần Thanh Tâm lập tức thốt lên, bấy giờ mới thôi lo lắng. Đúng lúc này, điện thoại của Dương Thanh nhận được một tin nhắn, anh rể, em đã về đến nhà an toàn, anh chị yên tâm nha. Tin nhắn của Y Y hả anh, Tần Thanh Tâm đột nhiên hỏi. Dương Thanh thoáng sửng sốt, cũng không giấu giếm mà khẽ gật đầu, Y Y nói về nhà rồi, bảo chúng ta yên tâm. Ồ, Tần Thanh Tâm không nói thêm nữa, song lòng hơi khó chịu. Dương Thanh xem giờ rồi đứng dậy nói, Y Y về rồi, em yên tâm ngủ đi. Anh sang kia đây, em ngủ ngon. Dương Thanh, Tần Thanh Tâm đột ngột cất tiếng gọi. Dương Thanh vừa đi đến cửa, quay đầu lại hỏi, sao vậy em? Sau này anh cứ ngủ ở phòng này đi, Tần Thanh Tâm dốc hết can đảm nói ra. Dương Thanh hết sức ngạc nhiên, anh nhìn Tần Thanh Tâm đang quay lưng về phía mình, vẻ kinh ngạc dần biến thành hạnh phúc. Mãi lâu sau Dương Thanh vẫn chưa trả lời, Tần Thanh Tâm khẽ cắn cánh môi đỏ mọng, nếu anh không muốn thì thôi. Muốn chứ, anh muốn mà, Dương Thanh vội đáp lời. Lúc này Tần Thanh Tâm mới hé môi cười, ngạo nghễ bảo, anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ không muốn con gái thức dậy không thấy bố đâu lại khóc toáng lên thôi. Người quen cũ đẹp trai. Hai vợ chồng nằm cạnh Tiêu Tiêu, mỗi người một bên. Dương Thanh cố gắng nằm ra sát mép giường, tránh bị Tần Thanh Tâm hiểu lầm. Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Nhưng Dương Thanh không thể nào ngủ nổi. Trong phòng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ giống trên người Tần Thanh Tâm khiến một chàng trai trẻ như Dương Thanh khó lòng giữ bình tĩnh. Tần Thanh Tâm cũng mất ngủ. Ngoại trừ 5 năm trước có một đêm xuân với Dương Thanh, đây là lần đầu tiên trong đời cô ngủ cùng giường với người khác giới. 5 giờ sáng hôm sau, Dương Thanh đã tỉnh dậy. Nhiều năm chinh chiến đã tạo thói quen dậy sớm cho anh. Nhưng khi chuẩn bị đứng dậy luyện tập buổi sáng, có một cơ thể mềm mại quấn chặt anh. Dưới ánh nắng lờ mờ xuyên qua cửa sổ, Dương Thanh cúi đầu trông thấy gương mặt xinh đẹp của cô, mái tóc dài xõa tung sau đầu. Tần Thanh Tâm đang gối lên cánh tay Dương Thanh, đôi tay trắng nõn ôm cổ anh, gác một chân lên người anh. Còn Tiêu Tiêu đã lăn xuống dưới chân bọn họ từ lúc nào không hay. Dương Thanh cũng được xem như là một anh trai thẳng 27 tuổi đầu, bị một người đẹp như Tần Thanh Tâm quấn lên người, lại còn vào sáng sớm tinh lực dồi dào, quả thực giống như cha Tấn. Anh cố giữ bình tĩnh, xác nhận nhiều lần mình vẫn ở mép giường mới thở phào một hơi. Tần Thanh Tâm ngủ rất say, không biết bao giờ mới tỉnh dậy.
5 năm trời, đây là lần đầu tiên Dương Thanh không luyện tập buổi sáng. Không biết qua bao lâu, Tần Thanh Tâm mới tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc đang kề sát, hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào mặt cô. Cảm nhận được sự ấm áp nơi cánh tay và trên đùi, cô giật mình đẩy Dương Thanh ra. Khốn nạn, anh làm gì tôi rồi, Tần Thanh Tâm nổi giận hét lên, hai mắt long lanh như sắp khóc. Dương Thanh đang giả vờ ngủ không thể tiếp tục giả vờ nữa, bèn mở mắt ra. Thanh Tâm, em nói gì vậy, Dương Thanh giả bộ ngơ ngác, xoa mắt làm như không biết gì. Tần Thanh Tâm chỉ hành động theo bản năng, thấy Dương Thanh không biết gì cũng dần nguôi giận. Cô nhìn con gái đang ngủ ở dưới chân, lại nhìn thấy Dương Thanh ở bên mép giường. Cô nhớ lại cảnh tượng khi vừa tỉnh giấc, lập tức hiểu ra. Không phải Dương Thanh thừa cơ làm loạn, mà chính cô tự chui vào lòng anh. Nghĩ vậy, cô vừa tức vừa thẹn, mặt mũi đỏ bừng. Thanh Tâm, em lại gặp ác mộng sao? Dương Thanh vờ lo lắng hỏi. Tần Thanh Tâm trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi nói, phải. Tôi mơ thấy đồ khốn nạn nhà anh muốn giở trò đồi bại với tôi. Dứt lời, Tần Thanh Tâm liền đứng dậy đi rửa mặt. Dương Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, may vừa rồi anh giả vờ ngủ, không thì không biết phải giải thích thế nào. Khi ba người xuống tầng, Châu Ngọc Thúy đang xem tivi. Tần Thanh Tâm vào phòng bếp tìm thử, thấy không còn gì để ăn, trong bồn rửa bát còn có một cái bát chưa rửa. Vốn trong nhà có một cô giúp việc nhưng không chịu nổi tính cách của Châu Ngọc Thúy nên đã nghỉ việc. Từ đó về sau, cơm đều do Châu Ngọc Thúy nấu. Tần Thanh Tâm thấy bát đũa chưa rửa liền hiểu ra. Rõ ràng đã có người nấu bữa sáng ở đây nhưng đồ ăn lại không còn, chắc chắn Châu Ngọc Thúy chỉ nấu cho riêng mình. Chị, anh rể, chào buổi sáng, Tần Y cũng vừa xuống tầng, chủ động chào hỏi. Sao không có bữa sáng hả mẹ, Tần Thanh Tâm đột nhiên hỏi. Ăn hết rồi. Châu Ngọc Thúy cười lạnh đáp, mẹ có ý gì, Tần Thanh Tâm tức giận nói. Còn dám hỏi sao, không phải tối qua các chị giỏi giang lắm à, bây giờ cứng cáp rồi, đâu cần người mẹ này nữa. Đã vậy thì sao tôi phải nấu cơm cho các chị, Châu Ngọc Thúy đanh giọng mắng. Chúng con đều phải đi làm đó, tháng nào cũng phải trích một phần tiền lương cho mẹ, cả ngày mẹ chẳng làm gì, chỉ mỗi nấu bữa sáng cho bọn con cũng không được sao. Tần Thanh Tâm đỏ bừng mắt, buồn bã hét lên. Tôi nuôi các chị lớn từng này, bây giờ chỉ đòi các chị vài đồng tiền lương cũng không được hả, Châu Ngọc Thúy mặt dày nói. Tần Thanh Tâm và Tần Y đều cảm thấy chua xót và ấm ức. Mẹ sai rồi, Tần Y đột nhiên giống lên, cả giận nói, ngoại trừ cho con và chị thân thể này, mẹ có từng chăm sóc chúng con chưa? Từ lúc con hiểu chuyện, mẹ chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Khi bà nội còn sống, không nhờ bà thương chúng con, thỉnh thoảng cho đồ ăn thì chúng con đã chết đói từ lâu rồi. Còn mẹ thì sao, chỉ cần biết mình có sống tốt hay không, chưa từng quan tâm đến sống chết của hai chị em con. Chúng con muốn thuê giúp việc, chính mẹ tự bảo không cần, bảo chúng con đưa tiền mẹ sẽ nấu cơm cho. Bây giờ thì sao, số tiền mỗi tháng chúng con cho mẹ đủ để thuê hai người giúp việc đấy. Vậy mà ở nhà đến cơm cũng không ăn được. Nếu đã vậy, chúng con không còn nghĩa vụ đưa tiền cho mẹ nữa. Nói xong, Tần Y giận đùng đùng bỏ đi. Châu Ngọc Thúy vốn đang tức giận, nghe Tần Y nói không đưa tiền nữa liền vội vàng đuổi theo, Y Y, con đừng tức giận chứ. Mẹ chỉ dỗi nên mới không nấu cơm thôi. Từ mai trở đi, mẹ hứa sẽ nấu đủ bữa cho các con. Nhưng sao Tần Y có thể nghe lời bà ta nữa? Cô ta dứt khoát quay đầu đi thẳng. Chúng ta ra ngoài ăn, Tần Thanh Tâm nhìn Dương Thanh rồi dắt Tiêu Tiêu đi ra. Thanh Tâm, còn đừng vội, vẫn còn thời gian mà. Bây giờ mẹ lập tức đi nấu bữa sáng, nhanh lắm. Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, con đừng đi mà, thấy Tần Thanh Tâm cũng dẫn Tiêu Tiêu rời đi, Châu Ngọc Thúy lại càng sợ. Bây giờ Tần Đại Dũng ở ngoài cả ngày không chịu về nhà, không biết chơi bời ở chốn nào. Nếu hai cô con gái đều không cho tiền, bà ta sẽ không còn gì nữa. Nhưng bà ta đã khiến hai cô con gái tổn thương quá nhiều, sao họ có thể dễ dàng tha thứ cho bà ta được chứ? Thấy ba người nhà Tần Thanh Tâm cũng bỏ đi, Châu Ngọc Thúy hoảng hốt lẩm bẩm, làm sao bây giờ? Nếu chúng nó không cho mình tiền nữa, sau này mình phải sống sao? Kỳ thực tiền để dành của bà ta còn rất nhiều, đủ để bà ta tiêu nửa đời còn lại. Nhưng bà ta không muốn động tới khoản tiền đó, chỉ muốn tiếp tục bòn rút của hai cô con gái.
Ba người họ ăn sáng ở tiệm ven đường. Sau khi đưa Tiêu Tiêu đi học, Dương Thanh đưa Tần Thanh Tâm đến công ty. Tần Thanh Tâm vừa tới văn phòng, thư ký đã báo cáo, sếp Tần, bên ngoài có người nói là người quen của chị, đã hẹn hôm nay tới bàn chuyện hợp tác. Tần Thanh Tâm không hề nhớ mình đã đồng ý hợp tác với ai, cau mày hỏi, người đó không nói mình là ai sao? Tôi hỏi rồi, người đó chỉ nói là người quen cũ của chị. Thư ký dè dặt đáp, lại nói tiếp, nhưng trông còn rất trẻ, khoảng chừng 30 tuổi, còn rất đẹp trai. Hưởng phúc. Tần Thanh Tâm nhíu mày. Cô không có người quen cũ trẻ tuổi nào cả, cho dù có cũng chỉ là nữ. Nhưng rõ ràng người thư ký đang nói tới là nam. Cho anh ta vào. Tần Thanh Tâm muốn xem rốt cuộc là ai dám giả mạo người quen của cô, còn nói từng hẹn hợp tác với cô. Ngay sau đó, thư ký dẫn theo một người trông khá quen vào. Sếp Tần, chúng ta lại gặp nhau rồi, trông thấy Tần Thanh Tâm, anh ta mỉm cười dịu dàng. Anh là người giả mạo người quen của tôi. Còn gạt thư ký của tôi nói là hẹn đến bàn chuyện hợp tác, Tần Thanh Tâm khó chịu chất vấn. Cô từng gặp người đàn ông này hai lần, lần thứ nhất là khi tới tập đoàn Tần Thị ký hợp đồng với Dương Thanh và lần thứ hai là ở nhà hàng Tô Ký vào tối qua. Đối với Tần Thanh Tâm, người không quan trọng không đáng quan tâm. Vậy nên đến bây giờ cô vẫn không biết họ tên của anh ta. Người đàn ông cười nói, sếp Tần, hôm nay tôi tới công ty tìm cô là vì chuyện hợp tác, mong cô đừng hiểu lầm. Nghe thấy anh ta nói đến để hợp tác, Tần Thanh Tâm nguôi giận, gượng gạo hỏi, xin lỗi nhưng anh tên gì vậy? Dương Uy, Dương trong Hồ Dương Lâm, Uy trong Uy Phong Lẫm Liệt, Dương Uy nhã nhặn đáp. Không thể không thừa nhận, Dương Uy đúng là một người ôn tồn lễ độ, ít nhất là bề ngoài. Hiện giờ ánh mắt của anh ta rất trong sáng, không hề vượt quá giới hạn. Anh nói hợp tác là chuyện gì? Tần Thanh Tâm lạnh nhạt hỏi. Chắc sếp Tần đã biết tập đoàn Thành Hà của Châu Thành. Đây là sản nghiệp nhà họ Dương, gần đây chúng tôi đang mở rộng thị trường tại Giang Hải. Nhưng dù sao nhà họ Dương cũng là gia tộc hàng đầu của Châu Thành, tình hình phát triển hiện nay ở Giang Hải không tương xứng với danh tiếng của gia tộc chúng tôi. Vậy nên chúng tôi muốn tìm một đối tác có thực lực xứng tầm, thái độ của Dương Uy cực kỳ khiêm tốn nhưng lời nói lại bóng gió khoe khoang nhà họ Dương. Vốn nghe thấy anh ta nói muốn hợp tác, Tần Thanh Tâm còn cảm thấy hứng thú. Nhưng lời nói kiêu ngạo vừa rồi của anh ta đã khiến hứng thú trong cô giảm sút. Nên anh cho rằng, tập đoàn Tam Hòa có thể xứng tầm với nhà họ Dương, Tần Thanh Tâm hỏi. Dương Uy cười ngạo nghễ, trong mắt tôi, địa vị của tập đoàn Tam Hòa ở Giang Hải không quá cao. Nhưng không sao, chỉ cần hợp tác với nhà họ Dương, địa vị của tập đoàn Tam Hòa sẽ tăng lên nhanh chóng. Theo ý của anh, hợp tác với một công ty của gia tộc ngoại tỉnh còn đem lại nhiều lợi ích cho chúng tôi hơn so với hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh nổi tiếng sao? Tần Thanh Tâm nheo mắt hỏi. Lần này Dương Uy tới Giang Hải vốn để mở rộng thị trường ở đây. Anh ta tới tìm Tần Thanh Tâm bàn chuyện hợp tác chỉ là phụ, chủ yếu vẫn là để tiếp cận cô. Anh ta không hề biết rõ tình hình tập đoàn Tam Hòa ra sao. Đương nhiên là không, tập đoàn Nhạn Thanh vốn nổi tiếng trên toàn quốc. Cho dù là trên thế giới cũng xếp hạng khá cao. Huống chi sau lưng nó là gia tộc Vũ Văn của Yến Đô. Nhà họ Dương chúng tôi không bì được, Dương Uy vẫn còn biết mình biết ta. Tần Thanh Tâm cười lạnh, nếu vậy anh cũng nên biết tập đoàn Tam Hòa đã hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh. Không chỉ vậy, gia tộc giàu có nhất Giang Hải cũng hợp tác với chúng tôi. Anh nghĩ một doanh nghiệp của gia tộc ngoại tỉnh có tư cách hợp tác với Tam Hòa sao? Rốt cuộc mặt Dương Uy cũng biến sắc. Anh ta chỉ biết, mấy tuần trước tập đoàn Tam Hòa vẫn là sản nghiệp của nhà họ Tần chứ không hề nghĩ rằng, Tam Hòa có thể hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh. Sếp Tần, thêm một người bạn thêm một cơ hội. Mặc dù cả tập đoàn Nhạn Thanh và nhà họ Tô đều rất mạnh nhưng nhà họ Dương cũng không kém. Hợp tác với nhà họ Dương, Tam Hòa sẽ như hổ mọc thêm cánh. Tôi thấy chúng ta vẫn nên xúc tiến hợp tác. Dương Uy vẫn muốn tranh thủ cơ hội hợp tác. Lần này nhà họ Dương phát triển ở Giang Hải không thuận lợi. Lúc trước, em gái và em rể anh ta từng mời tập đoàn Nhạn Thanh hợp tác, Nhạn Thanh vốn đã định đồng ý nhưng cuối cùng không hiểu vì sao lại từ chối. Cũng chính vì vậy, gia tộc mới cho anh ta tới Giang Hải mở rộng thị trường. Nào ngờ anh ta tìm tới mấy gia tộc hàng đầu đều bị từ chối. Rơi vào đường cùng, anh ta chỉ có thể chọn đối tượng thấp hơn. Trước tiên là tới bàn hợp tác với nhà họ Tần.
bây giờ lại muốn tiếp cận Tần Thanh Tâm để tìm cơ hội hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Tần Thanh Tâm nghĩ ngợi rồi đáp, hợp tác với nhà họ Dương là chuyện lớn, tôi phải báo cáo với chủ tịch. Nếu cần hợp tác, tôi sẽ liên hệ anh sau. Được, nếu vậy tôi không nói thêm gì nữa, mong tin tốt của cô, Dương Uy mỉm cười đứng dậy, để lại một tấm danh thiếp rồi rời đi. Sau đó, Tần Thanh Tâm gửi tin nhắn bằng giọng nói cho Dương Thanh kể lại chuyện này. Dương Thanh chỉ trả lời hai chữ, từ chối. Mặc dù không rõ tại sao anh không muốn hợp tác với nhà họ Dương nhưng Tần Thanh Tâm biết anh mới là chủ tịch của tập đoàn Tam Hòa. Cô tiện tay ném danh thiếp của Dương Uy vào thùng rác. Sau khi Tần Thanh Tâm tan làm, Dương Thanh lại tới đón. Trên đường tới trường mầm non, Dương Thanh chợt lên tiếng, nếu anh ta còn dám tới tập đoàn Tam Hòa, đuổi thẳng cho anh. Tần Thanh Tâm không hiểu, hỏi lại, anh nói ai? Dương Uy, người hôm nay tới công ty tìm em bàn chuyện hợp tác. Anh ta không phải loại người tốt đẹp, lúc ở Châu Thành đã hại không ít con gái nhà lành. Tìm em bàn chuyện hợp tác là giả thôi, tiếp cận em mới là mục đích chính của anh ta, Dương Thanh lạnh lùng nói. Không phải chứ, Tần Thanh Tâm vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ hỏi, sao anh hiểu rõ anh ta vậy? Thời đại học, Tần Y từng theo đuổi một người, chắc em biết chứ, Dương Thanh hỏi. Khi đó Y rất thích người kia, nhưng sau đó thằng khốn đó muốn lừa con bé đi khách sạn. Y không chịu, ngày hôm sau thấy cậu ta tay trong tay với cô gái khác rời khỏi khách sạn. Tần Thanh Tâm gật đầu nói, chợt nghi ngờ hỏi, sao anh biết? Dương Thanh bật cười, lần trước Y mời anh ăn một bữa, trùng hợp gặp phải cậu ta. Bây giờ cậu ta là em rể Dương Uy. Dương Thanh kể lại chuyện lần trước, nghe xong, Tần Thanh Tâm giận dữ nói. Dám sỉ nhục em gái em mà còn đòi hợp tác, đừng có mơ. Tại Nai Lai một hộp đêm cỡ lớn ở Giang Hải. Dương Uy bước ra khỏi xe, bỗng nhiên hắt hơi một cái, con mẹ nó ai đang mắng mình. Anh Dương, ngoài cổng Nai Lai có một cô gái trẻ trung trang điểm xinh đẹp vẫy tay với Dương Uy. Sao đột nhiên cô lại muốn dẫn tôi tới đây, Dương Uy tới gần, nghi hoặc hỏi. Lần trước anh nói. Chỉ cần em đưa được Tần Thanh Tâm hoặc Tần Y lên giường của anh thì anh sẽ cưới em phải không? Phương Duyệt bất chợt hỏi. Dương Uy nhớ lại hôm nay vừa gặp Tần Thanh Tâm ở tập đoàn Tam Hòa liền thấy máu nóng cuồn cuộn. Đúng là tôi nói vậy, nhưng đã mấy ngày rồi, cô có làm được cho tôi đâu, Dương Uy cười lạnh nói. Đêm nay, anh cứ đợi hưởng phúc đi, Phương Duyệt cười híp mắt lại. Chỉ cần nghĩ được gả vào nhà họ Dương, hai mắt cô ta liền sáng rực. Con gái tôi có tiền. Nai Lai là một hộp đêm giải trí hàng đầu của Giang Hải, nơi này có đủ các hạng mục giải trí. Màn đêm vừa buông xuống chính là thời gian làm ăn buôn bán tấp nập nhất của Nai Lai. Dương Uy cũng không biết Phương Duyệt dẫn mình tới đây để làm gì nhưng sau khi nghe nói tới viễn cảnh hạnh phúc trái ôm phải ấp, trong lòng anh ta lại rất mong đợi. Cho tới khi lên tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở mắt, khi nhìn thấy trong đại sảnh rộng rãi đầy ắp người. Tiếng ồn ào ầm ĩ vang vọng. Dương Uy nhìn thì mới biết đây là một sòng bạc, Phương Duyệt kéo anh ta tới chiếc bàn trong cùng, quanh đó có rất nhiều người, trước bàn còn có một người khác. Ông Tần, ông còn tiền chơi không đấy? Không có thì nhường chỗ đi, đừng chiếm hầm cầu mà không dùng chứ, một người chơi nhìn người đàn ông trung niên ở phía đối diện, mất kiên nhẫn thúc giục. Trước mặt người đàn trung niên không còn chip đánh bạc, mà trước mặt những người chơi khác lại có không ít. Trên mặt người đàn ông trung niên có chút lưỡng lự, tiếp theo ông ta cởi chiếc đồng hồ đeo tay của mình xuống, đặt lên bàn, đây là một chiếc đồng hồ được nạm kim cương của Patek Philippe, giá gốc 230.000 tệ, nếu ai thích, tôi sẽ bán sang tay với giá 200.000. Chỉ là một cái đồng hồ cũ rích, không đáng tiền. Tôi trả ông 100.000, nếu đồng ý, tiền trao tay ngay, một người chơi cùng bàn nói. 100.000 thì quá ít, 150.000. Tôi bán, người đàn ông trung niên cắn răng nói. Được, chốt đơn, người chơi kia lập tức đưa qua 150.000 tiền chip, trên mặt những người khác là vẻ trêu ngươi, cho dù bán đồng hồ rồi thì tí nữa cũng thua tiếp thôi. Dương Uy nhíu mày, không vui nhìn Phương Duyệt, cô dẫn tôi tới đây để nhìn người khác đánh bài à. Ông ta tên Tần Đại Dũng, là bố của Tần Thanh Tâm và Tần Y. Mấy hôm trước, em vô tình gặp ông ta ở đây thì mới biết dạo này ông ta luôn chơi bài ở đây, đã thua rất nhiều, nghe nói còn thiếu nợ Nai Lai 1 triệu. Phương Duyệt chỉ vào người đàn ông trung niên rồi nhỏ giọng nói, mấy người trên bàn này đều là đồng bọn,
chỉ có ông ta ngu ngốc mới chịu chơi với họ. Anh cứ nhìn đi, 150.000 sắp thua sạch rồi. Dương Uy đảo mắt một vòng, bỗng đoán ra được ý đồ của Phương Duyệt, ý cô là chờ đến khi ông ta thua sạch, tôi lại cho ông ta mượn tiền. Chờ ông ta thua hết tiền vay mượn thì anh bắt ông ta trả. Chắc chắn người này sẽ không trả nổi, như thế thì chỉ còn nước tìm Tần Thanh Tâm. Dù Tần Thanh Tâm là tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa nhưng theo em biết, cô ta cũng không có nhiều tiền, trả không được tiền thì dùng thân gán nợ vậy, Phương Duyệt cười với vẻ mặt âm hiểm. Cô có chắc là cô ta sẽ đồng ý yêu cầu của tôi không? Dương Uy híp mắt hỏi. Một con hàng nát thích giả vờ thanh cao mà thôi. Nếu không bán thân, sao cô ta có thể trở thành tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa? Chỉ cần Tần Đại Dũng nợ rất nhiều tiền, cô ta cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nơi này là Nai Lai, không ai dám quỵt nợ ở đây. Phương Duyệt hiểu biết rất rõ về Nai Lai này. Dương Uy im lặng, trong đầu lại có một kế hoạch khác, lúc này anh ta mới híp mắt. Không phải cô không muốn hợp tác với nhà họ Dương chúng tôi à? Nếu vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn độc ác. Anh Uy, anh muốn làm gì, em có thể giúp anh vô điều kiện, Phương Duyệt nịnh nọt nói. Dương Uy vươn tay vỗ lên mông cô ta, nghe lời anh là được. Chỉ cần làm tốt chuyện này cho anh, lần này về, anh sẽ mang lễ tới nhà họ Tần cầu hôn. Em chờ anh đấy, toàn thân Phương Duyệt mềm nhũn, tựa vào người Dương Uy. Quả nhiên. Đúng như lời Phương Duyệt nói, rất nhanh, Tần Đại Dũng lại thua hết tiền, ông ta đờ đẫn ngồi tại chỗ. Mấy ngày nay, ông ta đã thua sạch tiền, dù vậy, trong mắt vẫn là sự không cam tâm. Cho tôi mượn thêm một ít đi, với một ít này, tôi nhất định sẽ gỡ lại vốn, Tần Đại Dũng đột ngột lên tiếng. Ông trả nợ Nai Lai 1 triệu đi đã rồi nói tiếp. Có ai ngu tới mức dám cho ông vay tiền nữa chứ, một người chơi bài cùng bàn nói với vẻ mặt khinh miệt. Tôi có thể cho bác mượn 1 triệu. Đúng lúc này, một giọng nói hiền hòa vàng lên sau lưng Tần Đại Dũng, nhưng đêm nay, bác phải trả cho tôi thêm tiền lãi, tổng cộng là 1.100.000 tệ. Tất cả đồng loạt nhìn về phía người đang nói, đó chính là Dương Uy. Tôi đồng ý. Tần Đại Dũng nghe thấy có người muốn cho mình mượn thì đâu còn quan tâm được gì nữa, ông ta lập tức đồng ý rồi vội nói cảm ơn cậu trai trẻ. Cậu cứ yên tâm, nhờ vào số tiền này. Tôi có thể gỡ gạc, đến lúc đó, tôi sẽ trả cậu cả vốn lẫn lời. Được, tôi chờ bác. Dương Uy cười nói rồi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Phương Duyệt đi đổi 1 triệu chip lại đây. Rất nhanh, Phương Duyệt đã đổi chip về. Tần Đại Dũng thấy nhiều chip đánh bạc như vậy thì cảm giác máu trong người sôi sùng sục. Chơi tiếp đi, Tần Đại Dũng cười lớn. Thời gian trôi qua từng phút, Dương Uy đứng bên cạnh Tần Đại Dũng. Nhìn ông ta thua sạch 1 triệu chỉ trong 2 tiếng. Anh ta không hề sót tiền mà còn nở nụ cười vui vẻ. Vì 1 triệu này có thể mang lại cho anh ta hồi báo gấp 100.000 lần. Một khi lôi được Tần Thanh Tâm lên giường, anh ta sẽ dùng nó để uy hiếp, ép Tần Thanh Tâm hợp tác với nhà họ Dương. Đến lúc đó, mình không chỉ được lên giường với người đẹp mà còn giúp gia tộc mở ra thị trường ở Giang Hải, đúng là một hòn đá trúng 2 con chim. Cậu trai trẻ. Cho tôi mượn thêm 1 triệu đi, phong thủy luân chuyển, tôi sắp đổi đời rồi, sau khi Tần Đại Dũng thua sạch, ông ta vẫn không ý thức được là mình lại đeo thêm món nợ 1 triệu trên lưng mà vẫn tiếp tục vay tiền để chơi. Đây là trạng thái điên cuồng nhất của con bạc, biết rõ chơi 10 thua 9, sau khi đánh đỏ mắt mà vẫn muốn gỡ gạc. Dương Uy lắc đầu, bác ơi, tôi với bác chẳng thân chẳng quen, sao tôi phải cho bác mượn thêm 1 triệu nữa? Tần Đại Dũng sửng sốt. Lúc này mới tỉnh táo lại, khi thấy Phương Duyệt đang níu tay Dương Uy thì vội nói, cậu trai, Duyệt Duyệt là cháu gái tôi, cậu thân thiết với con bé như vậy thì tôi cũng không phải người xa lạ, cho tôi mượn thêm 1 triệu đi, lát nữa tôi sẽ trả cậu ngay. Duyệt, ông ấy là bác em thật à, Dương Uy vờ kinh ngạc hỏi. Phương Duyệt hừ lạnh, em đâu nhớ là mình có người bác thế này từ bao giờ, không quen. Tần Đại Dũng ngạc nhiên vô cùng, cảm xúc kích động nói, Duyệt Duyệt. Bác là bác Tần Đại Dũng của cháu đây. Này bác, bạn gái tôi nói là không quen bác, đừng sỗ sàng như thế. Dương Uy đứng chặn trước mặt Phương Duyệt, lạnh mặt nói, vốn dĩ tôi thấy bác tội nghiệp, muốn giúp một chút, không ngờ bác là loại người này, dám giả mạo làm bác của bạn gái tôi à, đã thế thì giờ trả lại tiền cho tôi. Tần Đại Dũng sốt ruột, giờ bắt ông ta trả tiền thì có khác nào lấy mạng của ông ta. Xin lỗi cậu trai, tôi nhận nhầm người.
Tiền tôi thiếu cậu thì xin cậu cho tôi thư thả vài ngày, khi tôi thắng lại thì sẽ trả cậu trước, được không? Tần Đại Dũng nói với vẻ cầu xin. Phương Duyệt thờ ơ lạnh nhạt như là mình không hề quen biết Tần Đại Dũng vậy. Không được, thái độ Dương Uy rất kiên quyết, khi cho bác vay, tôi đã nói là đêm nay bác phải trả tôi cơ mà. Anh ta đang chờ thời khắc này, sao có thể đồng ý chứ? Tới lúc này, Tần Đại Dũng mới ý thức được mình đã phạm phải lỗi gì, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Tần Đại Dũng, món nợ 5 triệu ông thiếu Nai Lai cũng nên trả rồi, đúng lúc này, một gã đầu chọc lực lưỡng đi tới, phía sau còn có hai tên đàn em. Dương Uy hơi nhíu mày, anh ta không ngờ là Nai Lai cũng tới đòi nợ vào lúc này. Tôi chỉ thiếu Nai Lai 1 triệu thôi mà, biến thành 5 triệu từ bao giờ thế? Tần Đại Dũng nghe đầu chọc nói thì rất tức giận. Tần Đại Dũng, ông thiếu 1 triệu nhưng đã quá hạn nửa tháng rồi, tổng cả vốn lẫn lời đã là 5 triệu. Nếu hôm nay ông không trả, thằng này sẽ đánh gãy cái chân chó của ông rồi tính tiếp, đầu chọc đá mạnh vào bụng Tần Đại Dũng. Tần Đại Dũng bị đá thì ngã ra đất, khi ông ta vay thì đâu ngờ lãi lại cao tới vậy, cả người thấm đẫm mồ hôi, ông ta vội bỏ tới trước mặt gã đầu chọc, quỳ gối van nài, anh Cường, xin anh cho tôi thư thả vài hôm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách để trả nợ. Tần Đại Dũng, không phải tôi không cho ông thời gian nhưng ông đã kéo rất lâu rồi. Tên đầu chọc lại đá một cái vào Tần Đại Dũng, chân dẫm lên đầu gối ông ta, hôm nay, một là trả tiền, không thì đánh gãy hai chân của ông, rồi tôi cho ông thư thả thêm vài ngày. Chân dẫm trên đầu gối ngày càng mạnh, Tần Đại Dũng bắt đầu sợ hãi, hét lớn, tôi trả, trả trong hôm nay. Ông còn tiền để trả à, chân của tên đầu chọc lại đạp mạnh hơn. Tần Đại Dũng thét lên, có, con gái tôi có tiền, giờ tôi bảo nó mang tiền tới. Ai dám động đến bố? Cùng lúc đó, Dương Thanh đã đưa Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu về biệt thự nhà họ Tần. Ba người vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi cơm thơm lừng. Tâm Tâm à, sao các con về muộn thế? Mẹ nấu cơm xong từ lâu rồi. Các con mau rửa tay đi, mẹ hâm lại thức ăn đây. Châu Ngọc Thúy hết sức ân cần, bưng đồ ăn đi hâm nóng. Sau bài học buổi sáng, Châu Ngọc Thúy thấp thỏm cả một ngày, chỉ sợ sau này hai đứa con gái không chịu chu cấp cho mình đồng nào. Cho nên bà ta đích thân nấu một bàn thức ăn trước khi con gái tan làm. Bọn con ăn ở bên ngoài rồi ạ, Tần Thanh Tâm lạnh nhạt đáp lời rồi đi lên tầng luôn. Tâm à, mẹ nấu nhiều lắm, các con không ăn thì biết làm thế nào. Ăn vài miếng thôi cũng được, Châu Ngọc Thúy vội vàng lên tiếng. Nhưng Tần Thanh Tâm hoàn toàn phớt lờ bà ta, dắt Tiêu Tiêu về phòng. Không lâu sau Tần Y cũng về nhà. Trước đây, lần nào về đến nhà cô ta cũng vui vẻ gọi, mẹ ơi, con về rồi đây. Nhưng hôm nay cô ta chẳng nói chẳng rằng, Châu Ngọc Thúy gọi cô ta ăn cơm, cô ta cũng chẳng đáp mà về phòng luôn. Châu Ngọc Thúy sầm mặt, hiển nhiên là bà ta giận lắm rồi. Nhưng nghĩ tới khoản tiền chu cấp hàng tháng từ hai cô con gái, bà ta đành phải nén giận. Lúc này Dương Thanh rửa tay xong đi ra ngoài. Anh nhìn một bàn thức ăn, bật cười sang sảng, mẹ ơi, mẹ nấu ăn ngon thật đấy, chỉ ngửi thôi đã thấy thơm phương phức rồi. Nói rồi Dương Thanh đi vào phòng bếp. Tới khi anh bưng một tô cơm đi ra thì thấy thức ăn đã chẳng còn, Châu Ngọc Thúy đang đổ nốt đĩa thức ăn cuối cùng vào thùng rác. Dương Thanh thấy vậy, khóe miệng giật liên hồi. Anh không đói mà chỉ muốn nhân cơ hội này xoa dịu mối quan hệ với mẹ vợ mà thôi, nào ngờ mình có lòng tốt nhưng bị người ta hiểu lầm. Mẹ ơi, sao mẹ lại đổ hết đồ ăn đi thế? Dương Thanh mỉm cười hỏi. Châu Ngọc Thúy trợn mắt, hung dữ chừng Dương Thanh, cơm bà đây nấu, dù cho chó cũng không cho mày ăn. Dứt lời bà ta giật lấy bát cơm trong tay Dương Thanh, đổ cơm vào thùng rác rồi xoay người bỏ đi. Dương Thanh cũng nổi giận, Châu Ngọc Thúy đang sỉ nhục mình. Nhưng nghĩ đến Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu, anh đành nén giận. E là mình có làm gì thì mẹ cũng chẳng bớt khinh thường mình. Dương Thanh cười tự giễu, sau đó xoay người đi lên tầng. Mẹ lại mặt nặng mày nhẹ với anh à, Tần Thanh Tâm hỏi. Dương Thanh mỉm cười, lắc đầu, đâu có. Còn nói đâu có, rõ ràng là sắc mặt anh khang khắc kìa, Tần Thanh Tâm lườm Dương Thanh. Dương Thanh chỉ cười thôi chứ không giải thích. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Thanh Tâm bỗng đổ chuông. Cô vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tâm ơi, con mau tới Nai Lai cứu bố với. Nếu con không tới nhanh thì bố sẽ bị người ta đánh tàn phế mất. Bố ơi, bố bị làm sao vậy? Mặt Tần Thanh Tâm biến sắc,
cuống quýt hỏi. Cô là con gái của Tần Đại Dũng phải không? Bố cô nợ Nai Lai 5 triệu, ngoài ra còn nợ một vị khách 1 triệu nữa. Nếu như cô không đến trả tiền chuộc người trong vòng nửa tiếng thì cứ chờ nhặt xác bố cô đi, giọng nói xa lạ đột ngột xen vào. Đối phương nói xong liền tắt máy luôn. Đã xảy ra chuyện gì vậy em? Thấy Tần Thanh Tâm thử người ra, Dương Thanh vội vàng lên tiếng hỏi. Mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, cô đáp, bố em đang ở Nai Lai. Ông ấy nợ 6 triệu, vừa rồi bên kia nói nếu như trong vòng nửa tiếng em không đi chuộc người thì bọn họ sẽ giết bố em. Dương Thanh khẽ nheo mắt, tuy anh không biết Nai Lai là chỗ nào nhưng nghe tên thì hẳn là chỗ vui chơi giải trí. Nhất định là chuyện này có gì đó bất thường, làm sao mà bỗng chốc bố em lại nợ nhiều tiền như vậy được. Em lấy đâu ra tiền chuộc bố cơ chứ? Tần Thanh Tâm bật khóc vì sốt ruột, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Dương Thanh hỏi, mấy hôm nay bố có gì khác thường không? Dạo này bố em thường hay vắng nhà, không thì cũng về nhà trong tình trạng say xỉn. Tần Thanh Tâm nói tiếp, nhưng trước kia bố em không như vậy đâu. Sau khi về hưu, hàng ngày bố đều ở nhà đọc báo, sao tự dưng lại nợ nhiều tiền đến vậy? Tuy Dương Thanh không hiểu rõ về Tần Đại Dũng nhưng nghe Tần Thanh Tâm nói vậy, anh cũng cảm thấy bất thường. Dương Thanh, anh nói xem có phải bố em bị bắt cóc rồi không? Tần Thanh Tâm nhớ lại giọng nói trong điện thoại thì sợ run người. Không thể nào, nếu bố em bị bắt cóc thật thì bên kia sẽ không bảo em đến Nai Lai chuộc người đâu. Dương Thanh lắc đầu nói, sau đó lại an ủi vợ, thế này nhé, em ở nhà trông Tiêu Tiêu, anh đến Nai Lai. Dương Thanh, em. Tần Thanh Tâm vừa mới lên tiếng đã bị Dương Thanh ngắt lời, em yên tâm, anh nhất định sẽ đưa bố về nhà an toàn. Cảm ơn anh, Tần Thanh Tâm cắn cánh môi đỏ mọng, anh cẩn thận nhé. Dương Thanh khẽ mỉm cười rồi xoay người rời đi. Tần Thanh Tâm nhìn theo bóng lưng anh rời đi mà nước mắt rơi lã chã. Đến giờ phút này cô mới chợt nhận ra chẳng biết từ khi nào, người cô nghĩ tới đầu tiên mỗi khi gặp rắc rối chính là Dương Thanh. Mẹ ơi đừng khóc, Tiêu Tiêu thấy Tần Thanh Tâm rơi nước mắt, bèn giơ bàn tay mũm mĩm lau nước mắt cho mẹ. Tần Thanh Tâm ôm Tiêu Tiêu thật chặt, mẹ không khóc. 20 phút sau, một chiếc Phaeton màu đen dừng trước cửa Nai Lai. Tôi tới chuộc người, Dương Thanh vào Nai Lai, lập tức nói ra mục đích tới đây. Chuộc ai? Tần Đại Dũng, mời đi theo tôi. Một người đàn ông trung niên mặc vest liếc nhìn Dương Thanh, sau đó dẫn anh lên trên tầng. Lên tới nơi, cửa thang máy mở ra, âm thanh ồn ào lập tức ập vào màng nhĩ. Nhìn cảnh tượng bên trong sảnh, Dương Thanh mới biết tại sao đột nhiên Tôn Đại Dũng nợ những 6 triệu. Trong đại sảnh rộng rãi đặt mấy chục cái bàn, bàn nào cũng bâu kín người. Chỗ chiếc bàn trong cùng có một người nằm sóng xoài trên mặt đất, người đó chính là Tần Đại Dũng. Khắp người ông ta toàn là vết chân, mặt mũi sưng húp. Dương Thanh thấy vậy, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Dương Uy và Phương Duyệt cũng lẫn trong đám người đó. Thấy Dương Thanh đến một mình, Dương Uy nhíu mày, bực bội nhìn sang Phương Duyệt. Phương Duyệt ấm ức nói, anh, em đâu có biết Nai Lai lại chen chân vào chuyện này đâu. Dương Uy lạnh lùng hừ mũi, không nói gì thêm. Thưa anh Cường, cậu ta bảo đến chuộc Tần Đại Dũng, người đàn ông dẫn Dương Thanh lên đây đi thẳng tới bên cạnh một tên đầu chọc và thì thầm báo cáo. Tên đầu chọc ngậm một điếu thuốc, tay vẫn cầm mấy quân bài. Gã chỉ liếc qua Dương Thanh rồi lại nhìn vào quân bài. Ha ha, ván này tao thắng, gã chọc bỗng cười phá lên, gom hết chip trên bàn đến trước mặt mình. Bố ơi, Dương Thanh đi đến đỡ Tần Đại Dũng dậy. Tần Đại Dũng thấy người tới là Dương Thanh thì cuống cuồng bảo, Dương Thanh, con mau trả tiền cho bọn họ đi, không thì bọn họ sẽ chặt gãy hai chân của bố mất. Dễ nhận thấy Tần Đại Dũng đã sợ mất mật, trốn sau Dương Thanh với vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Bố yên tâm, có con ở đây, không ai động đến bố được đâu, Dương Thanh nói khẽ. Thằng nhóc kia, nếu đến chuộc người thì mau đưa tiền rồi mang cái tên chó chết này đi, lúc này, tên đầu chọc thình lình lên tiếng. Dương Thanh thản nhiên nhìn gã, tiền không thành vấn đề, nhưng trước tiên phải nói về việc các người đánh bố tôi bị thương đã. Tiền đầy đất. Nghe Dương Thanh nói vậy, ai nấy đều cười phá lên. Tên đầu chọc cười nghiêng ngả hồi lâu mới dừng lại, ánh mắt bỡn cợt, thằng oát, không lẽ cậu là cậu ấm nhà nào? Lúc nãy gã nghe thấy Dương Thanh gọi Tần Đại Dũng là bố, đương nhiên sẽ không cho rằng anh là nhân vật tai to mặt lớn. Anh Cường, sao anh ta có thể là cậu ấm nhà giàu được?
anh ta chỉ là một kẻ vô dụng thôi, ở rể cho nhà Tần Đại Dũng đấy. Nói anh ta là thằng ngu cũng chẳng ngoa, lúc này, Phương Duyệt đứng bên cạnh bỗng mỉa mai. Ánh mắt sắc bén của Dương Thanh lia về phía Phương Duyệt, chỉ một ánh mắt thôi mà đã khiến cô ta cảm thấy như rơi xuống vực sâu không đáy, cả người bất giác run lên, cuống quýt trốn sau Dương Uy. Dương Uy chợt nở nụ cười, vô dụng vẫn hoàn vô dụng, đúng là tấm chiếu mới, cái gì cũng dám nói. Người đẹp nhất Giang Hải lại lấy phải thằng vô dụng như mày, đúng là một sự sỉ nhục. Cậu nói vậy làm tôi nhớ ra một chuyện. Tên đầu chọc nói đùa, hình như cô nàng tổng giám đốc có tiếng là đẹp nhất Giang Hải họ Tần nhỉ. Nghe đồn 5 năm trước cô ta bị một tên bảo vệ làm nhục, sau đó còn kết hôn với thằng đó. Lẽ nào tên bảo vệ đó chính là thằng vô dụng nhà mày đấy à? Anh Cường đoán không sai, cô nàng kia là con gái của Tần Đại Dũng, tên là Tần Thanh Tâm. Chỉ là một con ả đê tiện xinh đẹp chút thôi, nào xứng với danh hiệu người đẹp nhất Giang Hải, Phương Duyệt cười khẩy không ngừng. Ánh mắt Dương Thanh bỗng trở nên rét lạnh, anh lạnh lùng ra lệnh và miệng. Bốp! Anh vừa dứt lời, một bóng người thình lình xuất hiện bên cạnh Phương Duyệt. Trong lúc mọi người đang dồn hết sự chú ý lên người Dương Thanh, một tiếng bạt tai vang lên lanh lảnh. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn sang thì phát hiện có một thanh niên đứng cạnh Phương Duyệt từ lúc nào. Phương Duyệt hứng một cái tát, cơ thể yếu ớt lập tức bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt ở đây sốc nặng. Sau khi đánh Phương Duyệt xong, người kia bình tĩnh đi ra phía sau Dương Thanh, lặng thinh không nói một lời hệt như cái bóng của Dương Thanh, sẵn sàng nhận lệnh của anh bất cứ lúc nào. Người này chính là Mã Siêu thuộc hạ trung thành nhất và cũng là người anh em thân thiết như hình với bóng của Dương Thanh. Mặt Dương Uy biến sắc, anh ta hoàn toàn không thấy được Mã Siêu xuất hiện bên cạnh Phương Duyệt như thế nào. Tuy anh ta không có tình cảm với Phương Duyệt, nhưng dù sao cô ta cũng là người phụ nữ của mình. Vậy mà cô ta lại bị tát bay trước mặt mọi người, việc này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt anh ta. Thằng nhãi kia, mày có biết tao là ai không? Dám đánh người phụ nữ của tao à? Dương Uy híp mắt nhìn Mã Siêu chòng chọc. Nhưng điều khiến anh ta càng nhục nhã hơn là Mã Siêu không thèm nhìn mình. Nếu tôi còn nghe thấy ai dám sỉ nhục vợ tôi thì không chỉ ăn tát thôi đâu. Dương Thanh lẳng lặng liếc qua Dương Uy, giọng nói lạnh như băng. Đến cả nhiệt độ trong phòng cũng đột ngột giảm vài độ. Dương Thanh nói xong mới nhìn sang tên đầu chọc, bây giờ chúng ta có thể nói về chuyện các người đánh bố tôi chưa? Gã chọc khẽ nheo mắt, lòng thấp thỏm không yên. Gã lăn lộn ở Nai Lai bao lâu nay nhưng vẫn chưa gặp một người nào trẻ như Dương Thanh mà lại khiến gã không thể nhìn thấu. Lúc này trông Dương Thanh rất bình tĩnh nhưng tên đầu chọc lại cảm nhận được lửa giận bập bùng dưới vỏ bọc bình tĩnh ấy. Đặc biệt là chàng trai đứng thẳng tắp sau lưng Dương Thanh. Toàn thân đối phương nổi cơ bắp cuồn cuộn làm gã rùng mình. Lúc nghe thấy Dương Thanh nói là đến đây chuộc mình, Tần Đại Dũng vô cùng kích động. Nhưng tới khi anh đòi lời giải thích từ tên đầu chọc, ông ta sợ bay màu. Dương Thanh, cậu câm miệng lại cho tôi. Tần Đại Dũng giận dữ, mau trả tiền rồi đi thôi, dù anh Cường đánh tôi thì cũng do tôi đáng đời. Mẹ kiếp, cậu còn dám đòi anh Cường giải thích. Dương Thanh phớt lờ. Vẫn nhìn tên đầu chọc chằm chằm như đang đợi gã trả lời. Nhóc, mày cứ nhất định bắt tao phải giải thích à, tuy tên đầu chọc hơi lo lắng nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của gã, nếu dễ dàng thả Dương Thanh đi thì sau này gã còn làm ăn kiểu gì. Đúng, nhất định phải giải thích cho tôi, ánh mắt Dương Thanh vô cùng kiên định. Đồ khốn, cậu câm miệng cho tôi, Tần Đại Dũng tức xì khói, mẹ nó, cậu muốn chết cũng đừng liên lụy tới tôi. Dứt lời ông ta lập tức lao đến định đánh Dương Thanh nhưng bị Mã Siêu túm cổ tay. Cậu đưa bố tôi về nhà trước đi, Dương Thanh bỗng ra lệnh. Rõ, Mã Siêu đáp lời, sau đó lôi Tần Đại Dũng đi. Tần Đại Dũng vốn đang lo mình bị liên lụy, bây giờ có người muốn đưa mình đi thì làm gì có chuyện ông ta từ chối. Mày coi Nai Lai là cái chợ đấy à? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tên đầu chọc đã bị chọc giận. Gã quát to, cản bọn chúng lại cho tao. Mệnh lệnh vừa ra, lập tức có mười mấy tên đô con xông lên. Một giây sau, chuyện khiến mọi người kinh ngạc đã xảy ra. Mã Siêu không dừng bước, một tay túm lấy cánh tay Tần Đại Dũng, tay còn lại siết thành nắm đấm, mỗi khi có tên nào xông tới là anh ta lại đấm một đòn. Khi Mã Siêu đưa Tần Đại Dũng đến cửa thang máy, tất cả những người cản đường anh ta đều nằm dạp trên đất. Giây phút ấy, trái tim gã đầu chọc đập điên cuồng.
Đám côn đồ mà gã lấy làm kiêu ngạo lại bị hạ chỉ bởi một cú đấm, đây còn là người sao? Gã khó nhọc nhìn về phía Dương Thanh, lúc nãy tên cao thủ kia có vẻ nghe lời chàng trai này răm răm. Rốt cuộc cậu là ai? Tên đầu chọc cắn răng hỏi. Dương Thanh thờ ơ đáp, chẳng phải mày đã biết rồi sao? Anh Cường, thằng khốn này là thằng ở rể vô dụng, anh ta chỉ đang làm màu thôi, anh đừng để anh ta lừa. Phương Duyệt nghiến răng nghiến lợi gằn lên, má trái sưng húp, khóe môi rướm máu. Đương nhiên là tên đầu chọc không nghe theo cô ta, còn quay lại quát cô ta, mẹ nó mày câm mồm cho tao, nếu còn dám lại nhải thêm một câu thì tao thịt mày luôn đó. Phương Duyệt sợ xanh mặt, lập tức im bặt, đồng thời nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt ác độc. Dương Uy nhíu mày, tuy anh ta cảm thấy mất mặt và tức giận song không dám nhiều lời. Ở Châu Thành anh ta cũng được coi là người có máu mặt, nhưng ở Giang Hải chẳng có ai nể mặt anh ta hết. Nhóc con, đây là địa bàn của tao, không thể phá vỡ quy tắc được. Bố vợ mày nợ tiền quá một tuần không trả, tao chưa sai người đánh ông ta tàn phế đã là ơn lớn ngang trời rồi. Mày đừng có mà không biết điều, trả tiền xong thì đi đi, chuyện hôm nay tao không so đo với mày nữa. Những người có mặt ở đây đều kinh ngạc, tên đầu chọc tiếng xấu lan xa đã dễ tính như thế này bao giờ đâu. Có nợ phải trả là lẽ hiển nhiên, đừng vội, tiền đang trên đường, sắp tới rồi, Dương Thanh chợt cười khẩy. Bố vợ của anh còn nợ tôi 1 triệu, Dương Uy cũng xen vào. Dương Thanh nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường, đừng vội. Cái gì phải trả tôi sẽ trả hết. Dương Thanh vừa dứt lời, thang máy trong đại sảnh thình lình mở ra, một người da đen đi tới. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, gã đi tới trước mặt Dương Thanh rồi dừng lại, tiếp đó hơi cúi người, anh Thanh, tiền đã chuẩn bị xong. Dương Thanh khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang tên đầu chọc, bình tĩnh hỏi, mày nhất quyết không chịu giải thích với tao à? Nhóc, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Nếu tiền đã đến rồi thì mày mau trả đây rồi đi đi. Mỗi lần nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh là tên đầu chọc lại lo ngay ngáy, điều này làm gã hết sức nóng nảy. Dương Thanh nhìn Sâm Ba ra hiệu bằng ánh mắt, gã hiểu ý, lập tức gọi điện thoại, mang tiền vào. Dầm! Sâm Ba vừa mới cúp máy, dưới tầng đột nhiên có tiếng vang cực lớn, dường như cả Nai Lai đều chấn động. Ngay sau đó là âm thanh đồ sắt va chạm vang lên không ngớt xen lẫn vô số tiếng gào thét. Xảy ra chuyện gì thế? Mặt gã chọc biến sắc, tiếng động vừa rồi rõ ràng là tiếng va chạm mạnh. Dương Thanh cười gằn, dẫn đầu đi tới trước lan can bằng kính rồi nhìn xuống đại sảnh tầng 1, đừng căng thẳng, trả tiền thôi mà. Mọi người cũng nhao nhao đi tới chỗ lan can. Khi trông thấy toàn cảnh đại sảnh tầng 1, ai nấy đều trợn tròn mắt. Trong đại sảnh rộng lớn có một chiếc xe tải, lúc này thùng xe đã nâng lên, vô số tiền xu 1 đồng rơi leng keng xuống mặt sàn lát đá hoa. Thoáng cái trên nền đại sảnh tầng 1 toàn là đồng xu vàng lấp lánh. Con đi tìm anh ấy. Bây giờ trong mắt tên đầu chọc ngập tràn kinh hãi và sợ sệt. Trong khoảng thời gian ngắn thế này, nhiều người có thể tập hợp đủ 6 triệu nhân lực, nhưng có thể gom đủ 6 triệu tiền xu 1 đồng thì cả Giang Hải không đào ra được người thứ hai. Dương Uy cũng sửng sốt, lúc đầu gặp Dương Thanh ở tập đoàn Tần Thị, anh ta cực kỳ xem thường Dương Thanh. Cho dù anh ta có tận mắt chứng kiến con cháu dòng chính của nhà họ Hùng gia tộc hàng đầu Giang Hải đến xin lỗi Dương Thanh thì anh ta vẫn không chịu tin đấy là sự thật. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay khiến anh ta nhận ra được Dương Thanh không phải là người đơn giản. Hôm đó người nhà họ Hùng không hề nhận lầm người, mà là anh ta đã quá khinh thường Dương Thanh. Phương Duyệt cũng ngơ ngác. Cô ta không thể nào tin được, Dương Thanh có thể mang tới được 6 triệu, mà lại toàn là tiền xu 1 đồng nữa chứ. Nhìn mặt tên đầu chọc tái mét, Dương Thanh cười lạnh, 6 triệu ở đây cả, mày có cần đếm lại không? Tên đầu chọc lắc đầu nguầy nguậy, không cần đếm. Chắc là bố vợ tôi vẫn còn nợ anh 1 triệu nhỉ, Dương Thanh lại nhìn sang hỏi Dương Uy. Dường như Dương Uy đã chắn chắn, người hôm đó nhà họ Hùng tới xin lỗi chính là Dương Thanh. Nên bây giờ nào dám hống hách nữa. Anh ta vội vã đáp lời, anh Dương nói đùa rồi, chú Tần là bố vợ của anh thì đương nhiên tôi không thể nào nhận tiền của anh được. Dương Thanh cười khẩy, tiền đã mang đến rồi mà anh không nhận. Định để tôi tự vác tiền về chắc. Dương Uy cuống quýt lắc đầu, anh Thanh, xin lỗi anh, tôi không có ý đó. Anh ta sợ đến nỗi ăn nói lắp bắp. Anh, sao anh lại xin lỗi anh ta thế?
dù anh ta có mang tới 6 triệu cũng không thể nào thay đổi được thân phận thằng ở rể vô dụng của anh ta. Anh đường đường là cậu chủ của một gia tộc hàng đầu, hạng vô dụng như anh ta nào có thể sánh được với anh, Phương Duyệt vẫn chưa nhận ra được thân phận không đơn giản của Dương Thanh, bất mãn nói. Bốp! Cô ta vừa dứt lời đã ăn ngay cú tát của Dương Uy. Con khốn này, hạng mày mà cũng dám mở miệng sỉ nhục anh Dương hả? Mẹ kiếp, thế mà còn đòi gả vào nhà họ Dương của tao, vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở đi. Cút đi cho khuất mắt ông, Dương Uy tức lắm, tát Phương Duyệt xong còn đá cho cô ta một cái lộn nhào xuống đất. Nhưng lúc này chẳng có ai đồng cảm với Phương Duyệt, ngược lại còn nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô ta với gương mặt chế giễu. Mọi người đã nhìn rõ bộ mặt của con ả này lúc cô ta từ chối nhận người quen với Tần Đại Dũng rồi. Vốn dĩ Mã Siêu đã đánh sưng má trái của Phương Duyệt, bây giờ lại bị Dương Uy tát má phải, cả gương mặt vừa đỏ vừa sưng, trông cực kỳ khó coi. Anh Uy, anh ta chỉ là một thằng vô dụng thôi mà. Sao anh? Phương Duyệt còn định nói tiếp nhưng Dương Uy đã xông tới và cho cô ta thêm mấy phát nữa khiến khóe miệng cô ta rớm máu, không nói rõ lời nữa thì mới chịu dừng tay. Dương Thanh chỉ thờ ơ nhìn mọi thứ, không hề ngăn cản. Độ đê tiện của cô gái này ở cái tầm quốc tế rồi, Dương Thanh cũng đã chướng mắt từ lâu. Anh Thanh, từ hôm nay trở đi, tôi không có bất kỳ quan hệ gì với con khốn này nữa. Dương Uy đánh Phương Duyệt xong thì vội vã tới trước mặt Dương Thanh giải thích. Dương Uy không ngốc, người có thể khiến người thừa kế của gia tộc thuộc hàng đầu của Giang Hải đến xin lỗi, sao anh ta dám chọc giận được chứ? Hơn nữa, Hùng Bác Thành ngày hôm đó tới xin lỗi anh bây giờ đã trở thành chủ của nhà họ Hùng rồi. Nghĩ đến việc suýt chút nữa mình đã lừa Tần Thanh Tâm lên giường thì trong lòng anh ta ngập tràn sợ hãi. Anh ta bỗng dưng thấy gã đầu chọc đột ngột xuất hiện là một chuyện cực kỳ may mắn. Dương Thanh chỉ lạnh lùng liếc Dương Uy một cái rồi rời mắt sang nhìn tên đầu chọc, tao đã trả cả gốc lẫn lãi mà bố vợ tao nợ mày rồi, bây giờ chúng ta tính chuyện bọn mày đánh bố vợ tao bị thương. Tên đầu chọc vốn nghĩ Dương Thanh đã tha cho mình rồi, không ngờ anh vẫn nhắc đến chuyện này nên lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hai tay gã siết chặt lại, sau đó thì từ từ thả ra, cuối cùng vẫn nhún nhường. Vừa nãy tôi đã đắc tội nhiều, mong cậu thứ lỗi. Còn về việc làm bố vợ của cậu bị thương, tôi nguyện bồi thường 5 triệu, xem như là phí trị liệu, gã đầu chọc thấy cực kỳ uất ức và không cam lòng. Vốn dĩ 5 triệu này là Tần Đại Dũng nợ Nai Lai, nhưng bây giờ phải trả về tay ông ta không thiếu đồng nào. Nhưng gã buộc phải nhẫn nhịn, một đàn em của Dương Thanh thôi mà đã có thể đánh gục đám cao thủ mạnh nhất của gã, nếu Dương Thanh muốn giết gã thì là chuyện dễ như trở bàn tay. Gã đầu chọc xin lỗi khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nai Lai là địa bàn của gã nhưng lại bị một chàng trai trẻ chưa tới 30 tuổi ép phải cúi đầu. Tao biết mày không cam tâm nhưng tao cảnh cáo mày, tốt nhất mày đừng giở trò gì với tao, nếu không mày sẽ không biết chính mình chết như thế nào đâu, Dương Thanh nheo mắt nói. Gã đầu chọc dùng mình, vội nói, cậu Dương yên tâm, tôi sẽ không giở trò gì cả. Dương Thanh không nói gì nữa, quay người rời đi. Tôi hy vọng không ai nói ra chuyện đã xảy ra trong tối hôm nay. Nếu không đừng trách Vương Cường tôi tàn độc, sau khi Dương Thanh rời đi, gã đầu chọc uy hiếp. Gã đầu chọc tên là Vương Cường, vì gã luôn để đầu chọc nên người ta thường gọi gã là Cường Chọc. Ở Giang Hải, tuy gã không phải nhân vật tai to mặt lớn gì nhưng cũng xem như là có chút thân phận. Đa số những người tới Nai Lai chơi đều là dân thường, đâu có ai dám đắc tội với gã. Dương Uy cũng thừa cơ rời khỏi Nai Lai, thế nên đâu còn ai dám động vào 1 triệu tiền xu kia. Anh Cường, lẽ nào chúng ta bỏ qua như vậy sao, trong một phòng riêng của Nai Lai, một tên đàn em bên cạnh Vương Cường, không cam tâm hỏi. Vương Cường trợn mắt nhìn hắn, một tên đàn em của thằng nhóc kia đã đốn ngã 9 anh em mạnh nhất của tao trong vòng 10 mấy giây ngắn ngủi, mày nói tao nghe xem, còn có thể làm thế nào. Tên đàn em vội đáp, anh Cường, em không cam tâm. Không cam tâm cũng phải nhịn cho tao, thằng nhóc đó kỳ lạ lắm. Tuyệt đối không được xem cậu ta chỉ là một thằng ở rể vô dụng. Vương Cường nói xong thì dặn dò, chuẩn bị một tấm thẻ ngân hàng có 5 triệu cho tao, sau đó cùng tao tới xin lỗi Tần Đại Dũng. Anh Cường, anh định đi xin lỗi thật à, tên đàn em thấy khiếp đảm. Địch, không nghe lời ông à, bảo mày đi làm gì thì đi làm đó đi, nói nhảm gì nhiều thế, Vương Cường đánh cái bóp lên đầu thằng đàn em, tức giận lắm. Bên khác, Tần Thanh Tâm đã dỗ Tiêu Tiêu ngủ rồi.
nhưng vẫn đợi Dương Thanh quay về, lòng rất sốt sắng. Tuy cô biết được vài chuyện của Dương Thanh nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho anh, sợ anh bị thương. Ngay đến chính cô cũng không nhận ra, bây giờ mình đang lo không biết Dương Thanh có bị thương không, chứ không phải lo lắng bố mình có an toàn về được nhà hay không. Lúc cô đang nóng ruột, cuối cùng dưới tầng cũng đã có tiếng động, cô vội vã chạy xuống phòng khách ở tầng trệt. Bố, Dương Thanh đâu ạ? Nhìn thấy chỉ có mình Tần Đại Dũng về nhà, Tần Thanh Tâm cực kỳ lo lắng. Tần Đại Dũng mặt mày sưng húp, trên người vẫn còn dấu chân bị đá, ông ta hừ lạnh một tiếng, chết rồi. Bố, bố nói nhăng nói cuội gì thế? Bố nợ người ta 6 triệu, Dương Thanh đi cứu bố mà bố lại nói anh ấy vậy à? Tần Thanh Tâm vừa thất vọng vừa tức giận. Cái gì, bố con nợ 6 triệu á? Lúc này Châu Ngọc Thúy cũng đi ra, vẻ mặt kinh sợ. Bố, bố mau nói cho con biết Dương Thanh ở đâu rồi. Sao anh ấy không về với bố? Tần Thanh Tâm sốt sắng hỏi. Thằng khốn đó tự cho mình là giỏi giang, chủ nợ đã bảo là trả nợ xong thì nó có thể đưa bố đi rồi. Nhưng nó cứ đòi đi tìm người ta để họ tới xin lỗi bố. Tần Đại Dũng tức giận đùng đùng, vốn còn tưởng nó không phải là người bình thường, hôm nay mới biết là bố ảo tưởng, nó chỉ là một thằng ngu thôi, e là bây giờ đã bị đánh què hai chân rồi cũng nên. Bố nói gì? Tần Thanh Tâm mặt mày tái mét, nước mắt tuôn trào, không được, con phải đi tìm anh ấy. Cô vẫn còn mặc đồ ngủ và đi dép lê nhưng lại quay người chạy sộc ra ngoài. Chúng ta chuyển đi. Tần Thanh Tâm vừa xông ra ngoài thì tông phải một người, cô hoảng hốt đẩy người kia ra. Tâm, là anh đây, giọng của Dương Thanh đột ngột vang lên. Ngoài trời quá tối, Tần Thanh Tâm chưa kịp nhìn rõ mặt anh, chỉ mới nghe tiếng cô đã lao vào ôm chặt lấy anh mà không hề do dự. Dương Thanh thì ngây ngất vì hạnh phúc tới quá bất ngờ, hai tay khựng trên không mãi vẫn chưa dám hạ xuống. Tâm, em sao vậy? Dương Thanh thấy trong lòng ngọt ngào, đồng thời cũng thấy nghi hoặc. Bố em nói anh bị người của Nai Lai đánh gãy chân, em còn tưởng là thật, Tần Thanh Tâm nức nở trả lời. Thì ra là cô ấy lo cho mình. Dương Thanh khẽ hạ tay vỗ về lưng của Tần Thanh Tâm, lòng cảm động vô ngần, em quên trước đây chồng em làm gì à? Ở Giang Hải này, người có thể khiến anh bị thương vẫn còn chưa ra đời đâu. Anh rể, anh về rồi à? Tần Y vội vã đi ra khỏi nhà đã nhìn thấy đôi vợ chồng đang ôm nhau thắm thiết. Có lẽ là vội ra ngoài nên cô ta vẫn đang cầm áo khoác, chưa kịp mặc. Cô ta quan sát Dương Thanh từ đầu đến chân một lượt, xác định anh không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nhìn thấy Dương Thanh và Tần Thanh Tâm ôm nhau, cô ta chợt cảm thấy ngưỡng mộ. Tần Thanh Tâm ôm Dương Thanh bị Tần Y bắt gặp, cô bối rối vội đẩy Dương Thanh ra. Y Y, anh không sao. Dương Thanh biết Tần Y lo cho mình, trong lòng thấy ấm áp, nói không cảm động là nói dối. Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe gào rú, hai cô gái đều hoảng hốt. Khuya rồi, sao còn có xe dừng lại trước cổng biệt thự nữa? Không phải người của Nai Lai tới trả đũa chứ? Tần Y tái mét mặt mày. Cô ta biết Dương Thanh rất ghê gớm, bây giờ trở về mà không hề hấn gì đã là chuyện rất kỳ lạ rồi. Nghe tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Tần Y vội nói, anh rể, anh mau trốn đi. Nếu thật sự là người của Nai Lai tới thì bọn em nói anh vẫn chưa về nhà. Dương Thanh, anh mau đi trốn đi. Bọn chúng tới tìm không thấy anh cũng sẽ không làm gì được bọn em đâu. Tần Thanh Tâm cũng cuống cả lên. Nhưng ngay lúc hai chị em khuyên nhủ Dương Thanh trốn đi, cửa lớn đã bị người bên ngoài tông vào. Hai bóng người một trước một sau đi vào, người đi phía trước chính là Vương Cường với cái đầu chọc bon cực kỳ bắt mắt. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy cũng đi ra. Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm tới nhà tôi làm gì? Cút mau, Châu Ngọc Thúy đang bực bội vì hay tin Tần Đại Dũng mắc nợ 6 triệu, cũng không quen Vương Cường, thấy hai người lạ mặt vào nhà mình nên mắng xa xả. Bà im cho tôi. Tần Đại Dũng suýt chút thì đái ra quần, vội bước tới bên cạnh Vương Cường, nơm nấp sợ hãi nói, anh Cường, tôi không có quan hệ gì với thằng vô dụng kia hết. Cậu ta dám đắc tội với anh thì đó là chuyện của cậu ta, không liên quan gì đến nhà chúng tôi cả. Châu Ngọc Thúy giờ mới biết người tới là ai, mặt mày trắng bệch. Tuy bà ta không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng nghe Tần Đại Dũng nói vậy cũng vội vàng nói, thằng khốn này không liên quan gì tới nhà tôi hết, gần đây đang chuẩn bị thủ tục ly hôn với con gái tôi rồi, bây giờ cậu ta không còn là con rể nhà tôi nữa. Mẹ, con nói sẽ ly hôn với anh ấy lúc nào?
Bố, mẹ, sao hai người có thể làm thế này chứ? Anh rể đã đưa bố về an toàn, sao lại không liên quan gì đến chúng ta? Hai chị em Tần Thanh Tâm và Tần Y nghe bố mẹ nói như vậy thì tức lộn ruột. Nhìn thấy bộ mặt của Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy, khóe miệng của Vương Cường giật giật, dè dặt nhìn Dương Thanh một cái. Gã thấy mặt anh không có gì thay đổi thì mới vội lấy một tấm thẻ ngân hàng ra. Gã ta bước tới trước mặt Tần Đại Dũng, cung kính đưa thẻ, ông Tần, do tôi quản lý không nghiêm nên mới để đám đàn em đánh ông, trong tấm thẻ này có 5 triệu, xem như chúng tôi bồi thường tiền thuốc men cho ông, mong ông Tần nhận cho. Mẹ kiếp, tụi bây còn không quỳ xuống xin lỗi ông Tần đi, nhét thẻ vào tay Tần Đại Dũng xong, Vương Cường trở chân đạp một thằng đàn em tới. Tên đàn em lập tức quỳ xuống dưới chân Tần Đại Dũng, ông Tần, tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi. Tôi không nên đánh ông, mong ông tha thứ cho tôi. Cả nhà đều ngây ra như phỗng, Tần Đại Dũng thì càng kinh hãi. Gần đây ông ta ăn dầm nằm dề trong các hộp đêm lớn, vô cùng hiểu thân phận của Vương Cường. Nhưng lúc này gã lại mang theo 5 triệu tới bồi thường cho mình, còn bảo mấy thằng đã đánh mình quỳ xuống xin lỗi nữa. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì e rằng sẽ gây chấn động toàn bộ các hộp đêm ở Giang Hải. Châu Ngọc Thúy chỉ nghe thấy Vương Cường nói 5 triệu gì đó nên vội giật tấm thẻ từ tay Tần Đại Dũng, cười khẩy các người cũng có mắt đó, dám đánh cả chồng bà cơ đấy. Mà thôi, các người đã biết lỗi rồi thì mau cút đi đi. Bà ta chỉ sợ đối phương hối hận, Vương Cường đi rồi bà ta mới yên tâm sở hữu số tiền này. Vương Cường nhìn Dương Thanh, thấy anh không có chỉ thị gì thì mới vội vàng dẫn đàn em rời đi. Cho đến khi tiếng động cơ xe hoàn toàn mất hút, Tần Đại Dũng mới chợt bừng tỉnh từ trong cơn bàng hoàng, bây giờ đầu óc ông ta cực kỳ tỉnh táo. Ông ta nhìn Dương Thanh đăm đăm, vốn dĩ ông ta tưởng Dương Thanh sẽ bị đánh tàn phế nhưng điều khiến ông ta bất ngờ là không những anh an toàn trở về mà thậm chí Vương Cường còn tự mình tới tận cửa xin lỗi bồi thường. Ông ta không ngốc như Châu Ngọc Thúy, có nhiều chuyện ông ta dễ dàng nghĩ thông suốt. Chả đây, ông đây chịu đòn mới đổi lấy được đồng tiền xương máu, con đàn bà đê tiện như bà còn định nuốt hết à, Tần Đại Dũng giật lại cái thẻ, quay người trở về phòng. Tiền đến tay rồi mà bị cướp lại, Châu Ngọc Thúy vừa khóc vừa rủa đuổi theo Tần Đại Dũng. Chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng cãi vả của hai vợ chồng già. Thật chẳng sống nổi ở cái nhà này nữa rồi, mắt Tần Y đỏ ửng, nói rồi cũng quay về phòng. Vẻ mặt Tần Thanh Tâm phức tạp nhìn Dương Thanh. Tiêu Tiêu vẫn còn đang ngủ, chúng ta cũng về phòng thôi. Lúc hai người về đến phòng, Tiêu Tiêu đang khóc thét lên, bố ơi, bố mẹ đâu rồi? Tiêu Tiêu sợ lắm. Châu Ngọc Thúy với Tần Đại Dũng vẫn đánh mắng nhau ở dưới tầng, rõ ràng Tiêu Tiêu đã bị tiếng động dưới tầng đánh thức. Tiêu Tiêu đừng khóc, bố mẹ đều ở đây với con, Tần Thanh Tâm vội vã chạy lại ôm Tiêu Tiêu vào lòng. Tiêu Tiêu khóc một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Rồi lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Dương Thanh nhìn mặt mũi con gái tèm lem nước mắt, đau lòng khôn xiết. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình thế này, sao tuổi thơ của Tiêu Tiêu có thể vui vẻ được? Dương Thanh, chúng ta dọn ra ngoài sống đi. Sau khi Tần Thanh Tâm đặt con gái trở lại giường, đột nhiên nghiêm túc nhìn Dương Thanh, dù cái nhà này có ra sao, em vẫn có thể chấp nhận được, nhưng em không muốn con gái sống trong môi trường thế này. Lúc con bé trưởng thành sẽ chỉ còn lại tiếng cãi nhau của ông bà ngoại trong ký ức mất. Được. Dương Thanh cầu còn không được, khẽ cười, chiều mai tan làm, chúng ta đón Tiêu Tiêu tới biệt thự Vân Phong. Nhưng chúng ta đi hết rồi, y sẽ thế nào, Tần Thanh Tâm chợt lo lắng một mình em gái phải đối mặt với tất cả. Quân bị ổi. Dương Thanh hơi do dự rồi nói, nếu đã chuyển nhà thì hay là đón cả bố mẹ và y qua đó luôn. Dù sao thì biệt thự rộng lớn, nếu bố mẹ vẫn cãi nhau như bây giờ thì cũng không nghe được. Biệt thự Vân Phong là biệt thự cao cấp nhất cả Giang Hải, hiệu quả cách âm trong phòng cực kỳ tốt. Tần Thanh Tâm lại dứt khoát lắc đầu, chúng ta dọn ra ngoài là để Tiêu Tiêu có môi trường thoải mái và yên tĩnh. Bây giờ Tần Thanh Tâm thấy lòng rối như tơ vò, dọn ra thì lo lắng cho em gái, không dọn ra thì lo lắng cho Tiêu Tiêu. Nếu em vẫn chưa quyết định được thì suy nghĩ thêm một thời gian nữa, lúc nào em có lựa chọn thì nói với anh, Dương Thanh nói. Được. Một đêm tịch mịch, sáng sớm hôm sau, Dương Thanh đưa Tần Thanh Tâm đến công ty xong thì định tới tập đoàn Nhãn Thanh. Vừa đỗ xe xong đã nhìn thấy một người đàn ông đang quấy rối Tần Y ở trước cổng công ty.
Người đó chính là Vương Ngạn Quân mà Tần Y đã theo đuổi lúc học đại học. Bây giờ anh ta đã kết hôn với Dương Liễu của nhà họ Dương ở Châu Thành, lần trước Tần Y mời Dương Thanh ăn cơm còn chạm mặt anh ta. Lúc này, Vương Ngạn Quân đang bám lấy Tần Y nói gì đó. Y, anh còn tưởng em hiểu anh, không ngờ em không hiểu gì về anh hết. Vương Ngạn Quân, trước đây đúng là mắt tôi bị mù nên mới thích anh, không ngờ anh lại là con người ghê tởm đến vậy. Y, anh vẫn luôn yêu em, xin em đấy, làm người yêu anh nhé. Vương Ngạn Quân cực kỳ kích động, đột nhiên nắm lấy cánh tay của Tần Y, định ôm cô ta. Tránh ra! Tần Y hoảng sợ quát lên rồi tát cho Vương Ngạn Quân một bạt tai, tức giận nói, thằng khốn này, cút đi cho bà. Y, dù em có đánh chết anh cũng không đi, trừ khi em đồng ý làm người yêu của anh, Vương Ngạn Quân cực kỳ mặt dày. Vương Ngạn Quân, tư tưởng của anh đặc biệt thật đấy. Yêu tôi nên mới đi cưới người khác à? Yêu tôi nên mới muốn tôi làm người yêu của anh dù anh đã kết hôn. Anh xem tôi là thứ gì? Con giáp thứ 13 chắc, Tần Y mỉa mai, cực kỳ tức giận giống lên với Vương Ngạn Quân. Y, em tin anh đi, cho anh thêm nửa năm nữa thôi, anh hoàn thành dự án lần này sẽ có một số tiền lớn. Cuối năm nay anh sẽ ly hôn với con đàn bà kia, đến lúc đó anh sẽ cho em một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng anh xin em, bây giờ đừng rời xa anh, có được không em? Vương Ngạn Quân cứ như thằng rồ, nắm cánh tay Tần Y mãi không buông. Anh mau thả tay tôi ra, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy, mặt Tần Y khổ đắng. Em không đồng ý với anh thì anh không buông đâu, Vương Ngạn Quân trơ tráo nói. Bây giờ đang là giờ cao điểm vào làm, nhiều người tới đều nhìn thấy cảnh này. Tần Y chợt thẹn quá hóa giận nhưng bị Vương Ngạn Quân nắm chặt, không thể nào giằng ra được. Không muốn chết thì thả cô ấy ra. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Tần Y vui mừng hết lớn. Trước đây cô ta đã nhờ Dương Thanh giả làm bạn trai trước mặt Vương Ngạn Quân. Vương Ngạn Quân, mau thả tôi ra, đừng ép bạn trai tôi đánh anh, Tần Y hậm hực nói. Vương Ngạn Quân thả cánh tay Tần Y ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Thanh, tôi đã điều tra rồi, anh không phải bạn trai của Y, anh là anh rể của cô ấy. Dương Thanh nhíu mày nhìn Tần Y, em vào làm trước đi. Tần Y nhìn Dương Thanh với ánh mắt phức tạp rồi quay người vào công ty. Vương Ngạn Quân còn định tới ngăn cản nhưng bị Dương Thanh chặn lại, không thể nào qua được. Tôi cảnh cáo anh, đừng chọc giận tôi, nếu không tôi không tha cho anh đâu, ánh mắt Vương Ngạn Quân tràn ngập lửa giận. Dương Thanh cười lạnh, cậu đã có vợ rồi còn tới quấy rầy Tần Y, không sợ vợ cậu biết à? Đó là chuyện của tôi. Liên quan quái gì đến anh, Vương Ngạn Quân điên tiết quát. Không liên quan đến tôi, nhưng cậu quấy rầy Y thì có liên quan đến tôi rồi. Bây giờ cút đi, tôi có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, nếu không đừng trách tôi nặng tay, Dương Thanh hờ hững nói, mắt ánh lên tia tàn khốc. Nực cười. Vương Ngạn Quân không hề sợ hãi, phì cười, chẳng qua anh chỉ là một thằng anh dễ ăn nhờ ở đậu nhà Tần Y mà thôi, có tư cách gì quản chuyện của tôi. Tôi cho cậu 10 giây, nếu cậu không biến đi thì tôi sẽ cho người nhà họ Dương tới bê cậu đi, Dương Thanh bình thản nói. Vương Ngạn Quân cười ha hả, thằng oát, mày tưởng mày là nhân vật có máu mặt gì thật chắc. Mày có quen người nhà họ Dương không? Dương Thanh không để ý tới anh ta, nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra gọi, thông báo cho người nhà họ Dương ở Châu Thành 10 phút sau đến trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh bế con chó của nhà họ đi, nếu không tôi không ngại đến nhà họ Dương một chuyến đâu. Vương Ngạn Quân nhìn Dương Thanh gọi điện thoại một cách nghiêm chỉnh thì bỗng thấy lo, nhưng chẳng mấy chốc, nỗi lo đó lập tức biến mất. Anh ta bám giết lấy Tần Y là vì anh ta đã điều tra, mấy năm nay Tần Y không hề có bạn trai, còn Dương Thanh chỉ là anh rể của cô ta thôi. Mày ra vẻ gọi điện thoại cho ai thế? Không phải là 1080 đấy chứ? Ha ha, Vương Ngạn Quân mỉa mai. Dương Thanh cười khẽ, nếu mày không muốn đi thì đợi người nhà họ Dương đích thân tới bê mày đi, đừng hối hận là được. Hối hận cái đầu mày, Vương Ngạn Quân thẹn quá hóa giận. Bịch! Anh ta vừa mắng một câu đã bị Dương Thanh đá một phát bay mười mấy mét, và đập mạnh khiến anh ta phun ra một búng máu. Sắc mặt của Dương Thanh chợt u ám đến cực điểm, từng bước đi tới trước người Vương Ngạn Quân, nhìn từ trên cao xuống, nếu còn để tao thấy mày tới quấy rầy Tần Y. Tao sẽ cho mày bốc hơi khỏi thế giới này ngay lập tức. Tuyệt đối đừng xem lời tao nói như gió thoảng qua tai, nếu không sẽ chết mà không biết mình chết thế nào đâu.
Dứt lời, Dương Thanh xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Dương Thanh, hai mắt Phương Ngạn Quân đầy dẫy sự hung tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Y là của tao, đừng ai hỏng ngăn cô ấy về bên tao. Dương Thanh vừa đi, một chiếc Audi A8 đã dừng lại ngay trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh, Dương Uy vội vàng bước từ trên xe xuống. Anh, sao anh lại đến đây? Nhìn thấy Dương Uy, vẻ tức giận trên mặt Vương Ngạn Quân lập tức tan biến, vội vàng chạy tới hỏi. Dương Uy còn đang suy nghĩ thử xem rốt cuộc ai ở nhà họ Dương dám tới trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh gây sự. Nhìn thấy Vương Ngạn Quân nhếch nhác thế này, anh ta đã hiểu tất cả. Bốp! Dương Uy tát cho Vương Ngạn Quân một cái, tức giận quát, ai bảo mày tới gây chuyện trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh. Vương Ngạn Quân bị đánh ngơ cả người, đột nhiên nhớ lại cuộc điện thoại của Dương Thanh vừa nãy, sắc mặt hắn lập tức tái mét. Anh, em xin lỗi, em sai rồi, Vương Ngạn Quân cúi gằm mặt nhưng vẻ mặt lại vô cùng hung tợn. Lúc này, anh ta chỉ có thể xin lỗi, nếu nói thật với Dương Uy là anh ta tới đây tìm Tần Y thì e rằng cả đời này anh ta cũng đừng hòng bước được vào cửa nhà họ Dương. Nói cho tao biết, rốt cuộc mày đã làm gì? Ông nội đã đích thân gọi điện thoại cho tao bảo tao tới trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh đón người đấy, Dương Uy giận dữ hỏi Vương Ngạn Quân. Trong lòng có mãnh hổ. Lúc này, mặt mũi Dương Uy đã bị cơn tức bao phủ. Trong chuyến đi Giang Hải lần này, không chỉ một mình anh ta, Vương Ngạn Quân, Dương Liễu mà có thêm quản lý cấp cao khác của công ty. Gia tộc phái một đoàn đội mạnh như vậy là vì để mở rộng thị trường Giang Hải. Mà mọi công việc ở Giang Hải đều do anh ta phụ trách. Cho dù là Dương Uy, sau khi biết thân phận Dương Thanh, anh ta cũng phải cúi đầu. Huống chi Vương Ngạn Quân chỉ là một thằng tới ở rể của nhà họ Dương. Sau khi Vương Ngạn Quân nghe thấy lời Dương Uy, biểu cảm sợ hãi xuất hiện trên mặt anh ta, không thể nào. Không thể nào là anh ta được, đó chỉ là một thằng ở rể vô dụng, sao có thể khiến cho ông nội đích thân gọi điện. Dương Uy nghe ra ý trong lời của Vương Ngạn Quân thì túm lấy cổ áo đối phương, quát tháo, rốt cuộc mày đã đắc tội ai? Sự hoảng hốt hiện rõ trong mắt Vương Ngạn Quân, anh ta không dám làm phật lòng Dương Uy nên vội khai báo, anh cả, em thật sự không đắc tội nhân vật máu mặt nào, chỉ là một thằng ở rể vô dụng trong một gia tộc nhỏ thôi. Bốp! Dương Uy tát cho anh ta một phát, mày còn có tư cách gọi người khác là thứ vô dụng à? Tao thấy mày mới là thứ vứt đi đấy. Người mày nói đang ở đâu? Tuy Dương Uy cũng không thể chắc chắn được thứ vô dụng mà Vương Ngạn Quân có phải là nhân vật máu mặt hay không nhưng mà anh ta biết rất rõ, trong tình huống thế này, dù là không phải thì anh ta cũng phải tự mình xác nhận mới được. Ông nội của anh ta chính là người đứng đầu nhà họ Dương, người có thể khiến ông cụ tự mình gọi điện thoại cho mình, còn mắng mình té tát thì chứng tỏ, Vương Ngạn Quân nhất định đã đắc tội với ông lớn nào đó rồi. Vương Ngạn Quân không dám giấu giếm. Chỉ vào tập đoàn Nhạn Thanh, anh ta vào công ty. Cùng lúc đó, bên trong tập đoàn Nhạn Thanh, Tần Y đang lo lắng đứng đợi Dương Thanh, người cô ta đang lo lắng chính là Dương Thanh, sợ anh không nhịn được thì sẽ ra tay ác độc Vương Ngạn Quân, rồi bị cảnh sát bắt đi. Còn về phần Vương Ngạn Quân, từ khi nhìn thấy anh ta và người con gái khác thân mật đi vào khách sạn năm đó, cô ta đã không trông mong gì. Sau khi biết tin anh ta kết hôn, Tần Y lại càng không có bất cứ cảm giác gì với đối phương. Anh rể không làm gì thằng đó đấy chứ. Khi cô ta đang lo lắng, thấy Dương Thanh đột nhiên đi tới, Tần Y cũng vội vã chạy lên. Dương Thanh khó hiểu nhìn đối phương, em lo anh làm bị thương cậu ta à? Tần Y vội lắc đầu, em sợ anh ra tay tàn nhẫn quá thì lại bị bắt. Dương Thanh hiểu ra, hóa ra là đang lo lắng cho mình, anh cười lắc đầu, em yên tâm đi. Anh chỉ cảnh cáo tên kia vài câu thôi, sau này sẽ không bám lấy em nữa. Để giải quyết chuyện này, anh còn cảnh cáo người đứng đầu nhà họ Dương ở Châu Thành. Nếu Vương Ngạn Quân còn dám trêu ghẹo Tần Y, không cần anh ra tay, nhà họ Dương cũng sẽ không tha cho anh ta. Anh rể, sao anh tới đây, sau khi xác định Dương Thanh không sao, Tần Y mới tò mò hỏi. Lần trước, trong nhà hàng Bắc Phiên Xuân, cô ta thấy Lạc Bân và Tô Thành Võ tỏ ra rất cung kính với Dương Thanh nhưng lại không nghĩ tới việc Dương Thanh và tập đoàn Nhạn Thanh có liên quan gì với nhau. Dương Thanh đáp, anh đến tìm xếp Lạc để đàm phán một chút công việc. Trong lòng Tần Y càng thêm nghi ngờ, anh rất thân với xếp Lạc hả? À, trước kia anh từng cứu mạng ông ta trong một dịp tình cờ, quan hệ cũng khá thân. Nếu em gặp phiền phức ở công ty này thì có thể tìm xếp Lạc giúp đỡ,
ông ta vẫn sẽ nể mặt anh, Dương Thanh vừa cười vừa nói. Tần Y hiểu ra, chẳng trách sếp Lạc lại khách sáo với em như vậy, hóa ra là vì quen anh. Nói vậy thì em dựa hơi anh rồi. Cảm ơn thì không cần, đợi khi Lương về, em mời ăn một bữa hoành tráng là được, khi Dương Thanh nói, anh còn vẫy tay chào Tần Y rồi rời đi. Khóe môi Tần Y cong lên, tỏ ra hơi chảnh chọe nói, hừ. Anh là anh rể của em cảm ơn anh, không phải xa cách quá sao. Cho dù ăn một bữa hoành tráng, đó cũng là anh mời em. Thường thì Dương Thanh rất ít tới tập đoàn Nhạn Thanh, nhưng mỗi lần tới, anh đều có việc tìm Lạc Bân. Chủ tịch, cậu tìm tôi để dặn dò chuyện gì, Lạc Bân thấp thỏm. Dương Thanh cảm thấy có chút buồn cười khi nhìn ông ta như vậy, hình như ông rất sợ tôi thì phải. Lạc Bân vội đáp, cậu là cấp trên của tôi, tất nhiên tôi phải sợ cậu rồi. Dương Thanh cười, yên tâm đi, tôi không ăn thịt người, chỉ cần ông trung thành, đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi ông. Trêu chọc Lạc Bân một chút rồi Dương Thanh trở lại vẻ mặt nghiêm nghị như cũ, anh nói, nếu tôi nhớ không nhầm, trước đó tôi đã báo với ông là không cho phép ở Giang Hải này có hiện diện bất kỳ việc làm ăn buôn bán nào của nhà họ Dương ở Châu Thành rồi mà, nhưng sao tôi lại nghe nói bộ phận PR quan hệ công chúng của nhà họ Dương đã tìm được đối tác ở Giang Hải thế? Không phải Dương Thanh nhỏ nhen mà là anh không thể không đề phòng một vài việc. Trước đó là Dương Uy dám có ý đồ với Tần Thanh Tâm. Hôm nay con rể nhà họ Dương lại để mắt Tần Y, từ đó mới khiến Dương Thanh có quyết định đuổi hẳn nhà họ Dương ra khỏi Giang Hải. Lạc Bân nở nụ cười chua xót, chủ tịch, không phải tôi không làm theo lệnh mà là địa vị của tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải không tới đâu. Nghe tiếng thì rất dọa người nhưng với một vài gia tộc hàng đầu, chúng ta chỉ là một công ty chi nhánh nhỏ nhoi, không hề đáng sợ. Dương Thanh nghe thế thì im lặng. Anh vốn cho rằng dựa hơi danh tiếng của gia tộc Vũ Văn là có thể làm Nhạn Thanh chi phối mạch máu kinh tế của Giang Hải, hôm nay nhìn lại thì có vẻ anh đã lạc quan quá mức. Như Lạc Bân đã nói, ở Giang Hải, tập đoàn Nhạn Thanh chỉ là một công ty chi nhánh nhỏ. Xem ra là do chúng ta quá khiêm tốn rồi, Dương Thanh híp mắt. Chủ tịch, có một câu mà tôi không biết có nên nói ra không, sau khi lưỡng lự một hồi, Lạc Bân đột ngột lên tiếng. Nói đi, Dương Thanh nhíu mày. Lạc Bân trầm giọng nói ra, tuy gia tộc Vũ Văn trả tập đoàn Nhạn Thanh cho cậu nhưng trên thực tế, tầng lớp quản lý chân chính của tập đoàn vẫn là người của gia tộc Vũ Văn. Hiện nay, công ty chi nhánh Giang Hải chỉ như một cá thể đơn độc có cái mác thôi. Nói xong, ông ta cẩn thận nhìn Dương Thanh. Thấy anh không tức giận, Lạc Bân mới nói tiếp, đây cũng là lý do chính khiến mấy gia tộc hàng đầu Giang Hải không coi chúng ta ra gì. Ông nói không sai. Vẻ mặt Dương Thanh khá bình thản, từ lúc gia tộc Vũ Văn giao vị trí chủ tịch cho mình, chính anh cũng hiểu đạo lý này. Tuy tập đoàn Nhạn Thanh do một tay mẹ anh sáng lập nhưng trong suy nghĩ của mấy người nhà Vũ Văn, đây là tài sản chung của cả gia tộc, thậm chí còn có nhiều người là quản lý của tập đoàn. Từ đó có thể đoán được việc Dương Thanh muốn nắm quyền cả tập đoàn là chuyện khó khăn cỡ nào. Yên tâm! Bây giờ còn chưa phải lúc nhưng một ngày nào đó tôi sẽ tự tay đòi lại những gì gia tộc Vũ Văn đã nợ tôi. Khí thế Dương Thanh tăng cao, trong mắt như có tia sáng sắc bén, vừa lóe lên rồi biến mất ngay. Nghe thấy câu này, trái tim Lạc Bân run lên một cái. Gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô là một trong 8 nhà giàu nhất nước Chiêu Châu này. Đúng lúc này, điện thoại làm việc của Lạc Bân vang lên. Cái gì, người nhà họ Dương ở Châu Thành, không gặp. Bảo họ biến đi. Lạc Bân nghe thấy là người nhà họ Dương muốn gặp mình thì suýt đập bể điện thoại. Dương Thanh vừa hỏi chuyện của nhà họ Dương thì họ đã tự mình tới cửa. Đợi đã. Dương Thanh đột nhiên lên tiếng, bảo họ vào đi. Trung thành với tôi. Chẳng mấy chốc, Dương Uy và Vương Ngạn Quân đã lên tầng cao nhất. Khi đi qua phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Dương Uy nghi hoặc hỏi thư ký dẫn đường, thư ký Trần, đây không phải phòng làm việc của sếp Lạc à? Thư ký Trần lạnh lùng đáp, sếp Lạc đang báo cáo với chủ tịch. Chủ tịch, Dương Uy lập tức trợn trừng mắt. Vốn định nhờ Lạc Bân để tìm ra người mà Vương Ngạn Quân đã chọc giận, nào ngờ Lạc Bân lại ở phòng chủ tịch. Trong công ty chi nhánh này, người được gọi là chủ tịch chỉ có thể là vị kia của gia tộc Vũ Văn. Nếu đến để hợp tác, Dương Uy sẽ rất kích động khi sắp được gặp chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, nhưng lần này là đến để xin lỗi. Nghĩ tới những gì sắp phải đối mặt. Dương Uy cực kỳ lo lắng, hung dữ chừng Vương Ngạn Quân. Cốc, cốc, cốc.
Thư ký Trần gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch. Vào đi, Lạc Bân nói. Thư ký Trần khẽ đẩy cửa vào, chủ tịch, xếp Lạc, người tới rồi. Được, ra đi, Lạc Bân đuổi thư ký Trần đi. Dương Uy và Vương Ngạn Quân vừa bước vào, trông thấy một người trẻ tuổi ngồi trên ghế chủ tịch, còn Lạc Bân đang đứng khép nép ở một bên, còn chẳng dám ngồi nữa. Trái tim Dương Uy co rút lại, để được phái tới Giang Hải mở rộng thị trường, đảm nhận nhiệm vụ tổng phụ trách thì anh ta phải có địa vị trong nhà họ Dương, năng lực cũng không thể kém. Khi thấy Dương Thanh, mặc dù rất khiếp sợ nhưng anh ta nhanh chóng đoán ra thân phận của anh. Vừa rồi thư ký Trần nói Lạc Bân đang báo cáo với chủ tịch, trong phòng chỉ có Lạc Bân và Dương Thanh, kẻ ngu cũng biết ai là chủ tịch. Dương Uy nghĩ lúc trước mình còn có ý xấu với vợ của Dương Thanh thì sợ chết khiếp. Anh, người em đắc tội chính là thằng danh này, đâu phải ông lớn gì, Vương Ngạn Quân không nhận ra sự sợ hãi của Dương Uy, vẫn hồn nhiên chỉ Dương Thanh nói. Bốp! Nếu đến tận bây giờ còn chưa biết Dương Thanh là ai thì Dương Uy chính là đồ ngu. Nghe Vương Ngạn Quân nói vậy, anh ta sợ run lẩy bẩy, lập tức cho Vương Ngạn Quân một bạt tai. Mày bị mù à? Sao mày dám đắc tội với anh Thanh? Ông đây đập chết mày, Dương Uy không hề làm màu, ra tay rất tàn nhẫn. Anh ta không ngừng tung nắm đấm, Vương Ngạn Quân mặt be bét máu ngã nhào xuống đất như chó chết. Dương Uy còn đạp thêm vài phát, đến tận lúc này. Vương Ngạn Quân vẫn không hiểu, tại sao anh ta chỉ đắc tội một thằng ăn hại ở rể, mà Dương Uy lại đánh mình. Dương Thanh vẫn không nói gì, thờ ơ với hết thảy. Anh Thanh, xin lỗi anh, thằng ăn hại này dám đắc tội anh. Chủ gia tộc tôi đã nói chỉ cần khiến anh Thanh hài lòng, giết thằng này cũng không sao, Dương Uy đánh xong mới quay sang nói với Dương Thanh. Vương Ngạn Quân chưa chết, nghe vậy cũng bị dọa sợ gần chết. Không ngờ chỉ vì lấy lòng Dương Thanh. Gia tộc lại muốn giết anh ta. Dương Thanh nhếch môi cười nhạt hỏi, anh biết tại sao cậu ta lại đắc tội với tôi không? Dương Uy quả thực không biết, lắc đầu, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nếu không biết thì hỏi rõ đi, sau đó chúng ta nói tiếp, Dương Thanh nở nụ cười. Mặc dù anh đang cười nhưng Dương Uy lại dùng mình vì nụ cười đó. Khốn kiếp, rốt cuộc mày đã giấu tao làm gì rồi? Nếu dám gạt tao một chữ... Tao sẽ giết mày ngay lập tức, Dương Uy đằng đằng sát khí. Vương Ngạn Quân dùng mình, không dám giấu giếm kể lại chuyện mình đã quấy rối Tần Y như thế nào, cả cuộc nói chuyện với Tần Y cũng thuật lại đầy đủ. Dương Uy tức giận run người. Anh ta đã từng gặp Tần Y, cũng biết cô ta là em vợ Dương Thanh, nhưng không ngờ Vương Ngạn Quân lại có ý định vứt bỏ em gái mình. Tao phải giết chết mày, Dương Uy điên tiết xông lên. Đủ rồi. Lạc Bân thấy sự mất kiên nhẫn trong mắt Dương Thanh, gầm lên, muốn đánh muốn giết thì mang về Châu Thành mà làm, đừng làm bẩn phòng làm việc của chủ tịch. Dương Uy ra tay rất hung ác, Vương Ngạn Quân bị đánh đến cả mẹ anh ta cũng không nhận ra. Anh Thanh, xếp Lạc, xin lỗi hai vị, tôi nhất thời không nhịn được. Dương Uy nhìn sang Dương Thanh, ánh mắt không hề có thù hận mà tràn ngập tôn kính, để xin lỗi, nhà họ Dương muốn tặng thị trường đã mở ở Giang Hải cho quý công ty. Đồng thời rút khỏi Giang Hải. Mặc dù rất không cam lòng nhưng đây là lệnh của chủ gia tộc, đến lúc nên từ bỏ thị trường Giang Hải thì phải từ bỏ. Gần một tháng nay, Dương Uy và đội ngũ PR của nhà họ Dương đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc, để mở được một phần thị trường. Mặc dù vẫn chưa thể sánh được với các doanh nghiệp hàng đầu ở Giang Hải nhưng cũng được coi là có thành quả tốt đẹp. Bây giờ toàn bộ cố gắng đều đổ sông đổ bể chỉ để xin lỗi người ta. Theo nguyên tắc của tôi, ai dám động vào người nhà tôi đều bị cho vào danh sách đen, thậm chí là chết. Dương Thanh bình tĩnh nhìn chằm chằm Dương Uy, chợt nói, một người dám có ý đồ với vợ tôi, một người trêu chọc em gái tôi. Vốn dĩ trên đường rời khỏi Giang Hải, hai người sẽ gặp tai nạn ngoài ý muốn. Mặt mũi Dương Uy trắng bệch, chợt hiểu ra tại sao ông nội thà từ bỏ thị trường Giang Hải cũng phải bắt anh ta tới xin lỗi. Nếu hôm nay anh ta không tới, e rằng mấy ngày sau anh ta và Vương Ngạn Quân sẽ phải về với đất mẹ. Anh Thanh nói là vốn dĩ, vậy bây giờ thì sao? Không biết anh Thanh định xử lý chúng tôi như thế nào, Dương Uy lập tức tỉnh táo ra. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Vương Ngạn Quân, Dương Uy liền hiểu ý, quát lớn, mày về Châu Thành tìm ông nội chịu phạt đi. Sống hay chết phải xem ý trời, Vương Ngạn Quân cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Bầu không khí ở đây quá ngột ngạt.
Nghe Dương Uy nói vậy, anh ta vội vàng rời đi. Dương Thanh híp mắt nói, tôi sẽ không ra tay với nhà họ Dương, ngược lại sẽ âm thầm trợ giúp các người mở thị trường Giang Hải. Nhưng tôi muốn nhà họ Dương phải trung thành với tôi. Dương Uy vô cùng ngạc nhiên. Anh ta vốn tưởng nhà họ Dương ở Giang Hải đã không còn hy vọng, nào ngờ lại được Dương Thanh ủng hộ. Nhưng anh nói trung thành nghĩa là gì? Anh Thanh muốn nhà họ Dương trung thành với gia tộc Vũ Văn sao? Dương Uy mừng rỡ như điên. Nhà họ Dương chỉ là gia tộc hàng đầu ở Châu Thành nho nhỏ, nếu có thể dựa vào gia tộc Vũ Văn nằm trong 8 gia tộc hàng đầu ở Yến Đô thì Châu Thành chả là cái thá gì. Nhưng Dương Thanh lại lắc đầu, tôi muốn nhà họ Dương chỉ trung thành với một mình tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.